Hello, chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đấy, các bác mua dưới 200 thì lưu ý cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên shop tiếp tục về cho bác cái lô dây điện hàng Nhật bãi nhá, hàng Nhật bãi. Con này thì chiều dài của nó sẽ là từ 20 đến 30 mét nhá, và giá thì đợt này bên shop về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, trước em đang bán là 195.000. Đợt này về cho các bác cái giá chỉ còn là 170.000 cho một cuộn dây điện vàng như này thôi. Các bác lên cho em là dây điện vàng nhá. Giá của nó sẽ là 170.000 một cuộn như này. Chiều dài của nó thì khoảng từ 20 đến 30 mét nhá, khoảng từ 20 đến 30 mét. Lên đã giúp cho em đó là dây điện vàng. Con này thì nó sẽ là dòng dây 1.5. Dây 1.5 nhá. Đấy, dây của nó sẽ là dây 1.5 và có cho các bác là 1 2 3 4 5 ổ cắm như này. Đấy, dây rất là ngon cho các bác luôn, dây thì dây siêu mềm luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Lên mã cho em là dây điện vàng 170.000. Tiếp theo lấy thanh tiền số đi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia mũ của hàng quân đội Mỹ nhá. Đây, US các bác này, US hàng quân đội Mỹ. Đây. American các bác này. Đấy, United American. Đó, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì không phải bàn các bác này. Đấy. Đập phá thoải mái cho các bác luôn. Đấy, đập thoải mái luôn các bác nhá, không hề hấn gì nhá. Đó, rất chắc chắn ngon lành luôn đây. Các bác. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Đây em đập hai con vào nhau nhá, rất ok luôn. Con này thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái lưới như này. Thì các bác có thể độ trực tiếp hoặc là mình có thể bọc thêm cái lưới này vào cũng ok luôn nhá. Đấy, các bác có thể bọc thêm cái lưới này vào cho em này. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 này. 150.000 cho một con mũ lưới như này nhá. Đấy, con này đội cực kỳ là ngon luôn. Lên mã giúp cho em đó là mũ lưới, giá sẽ là 150.000. Đó. Có lên cho em là mũ lưới nhá. Đấy. Mũ lưới này. Mũ lưới giá sẽ là 150.000 một chiếc nhá. 150.000 cho một con mũ lưới như này. Con này thì rất là đẹp, tiện dụng luôn. Đây. Ở bên trong của nó thì nó sẽ là một cái lớp dù lót như này để khi các bác đội nó không chạm đầu vào mũ và nó không bị nóng. Đấy, khóa kiếp của nó thì rất là ngon luôn. Con này các bác có thể đội làm mũ bảo hiểm cũng rất là ok nhá. Đó, rất là xịn sò chắc chắn cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tẩy xanh nhá. Cái này thì các bác chuyên dùng để mình tẩy xoong nồi này. Đấy, tẩy xoong nồi, tẩy vành bánh ô tô hoặc là thân vỏ ô tô cũng rất là ok luôn nhá. Đấy, nó giúp tẩy sạch các bác này. Đấy, thân vỏ ô tô. Đấy, thì giúp cho các bác làm sạch các cái vết xước nhẹ nhá. Rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp em là tẩy xanh, giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một hộp tẩy xanh như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn các bác nhá. Mọi người cùng bình thường nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn hay là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Quầy cái kem tẩy xong rồi. Rất là ngon nhá. Giá thì sẽ là 25.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm vàng nhá. Các bác lên cho em là kìm vàng. Các bác lên cho em là kìm đỏ đa năng nhá, kìm đỏ đa năng. Đây nó sẽ là màu đỏ vàng như này. Thì bên em gọi nó sẽ là kìm đỏ đa năng nhá. Con này thì chuyên dùng để các bác bấm cốt này, rồi tuốt dây này. Giá thì chỉ có 100.000 thôi, 100.000. Đấy. Thì ở đây nó sẽ là đầu tiên nó sẽ là phần tuốt dây này, thứ hai là bấm cốt này. Thứ ba là các bác cắt dây này, thứ tư là vặn ốc này, xoắn dây này, rồi đa chi năng luôn. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá. Thép CRV không gỉ này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một con kìm như này nhá. Các bác lên cho em là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá nó sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. Đấy, lên cho em là kìm đỏ. Giá sẽ là 100.000. Đấy thì lô này nó về thì nó sẽ là ba màu như này. Nó có về nó sẽ là ba màu như này nhưng mà bên shop thì vẫn gọi nó là kìm đỏ thôi. Đấy nhưng mà nó về thì lô này nó về nó sẽ là hàng ba màu như này các bác nhá. Ba màu như này các bác này. Đấy màu đỏ, màu vàng, màu và màu xám như này. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy thì trước em vẫn đặt tên nó là kìm đỏ thì cứ lên cho em là kìm đỏ thôi. Đó, đây, đầy đủ các cái chức năng như này cho các bác nhá. Rất là ngon lành luôn. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Giá sẽ là 100.000. Đó. Lên cho em là kìm đỏ này.
kim đỏ, giá sẽ là 100k nhé, 100k cho con kim đỏ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thảm, các bác lên mã giúp em là thảm 46 nhé. Đấy, kích thước của nó sẽ là 40x60, các bác dùng để mình để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách đều được hết nhé, để mình vệ sinh rất là sạch sẽ luôn. Đấy, kích thước của nó là 40x60 nhé. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45.000 nhé, 45.000 trong cái thảm 46 như này. Đấy, chất liệu của nó thì bên trên của bằng nỉ nhá, bằng nỉ thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Bên dưới này của nó thì nó sẽ là dòng cao su non nhá, chống trơn trượt này. Đấy, và dòng lõi nỉ như này thì nó sẽ là thấm hút nước rất là tốt luôn. Kích thước của nó sẽ là 40x60 nhá. Lên mã giúp em đó là thảm 46 này. Đấy. Thảm 46, kích thước là 40x60 và giá của nó sẽ là 45k nhá, 45.000 cho một cái thảm như này nhá. Đấy, 40x60 giá sẽ là 45k. Đó. Thảm này thì rất tiện dụng cho các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt hàng ngày, để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách. Đấy, đặc biệt là mùa đông như này mà các bác thấm chân luôn cho nó khô khao sạch sẽ các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã hàng của Tết này, thì nó sẽ là cái khay. Cái này nó là khay gì nhỉ? Khay K1 hay khay K2, công chân vào khay K2 có lấy 160 à? Các bác lên mã giúp cho em đó là khay K1 nhé. Con này thì nó sẽ là khay K1, giá sẽ là 160.000. Đó, lên cho em là khay K1 này. Đó, khay K1 nhá, 160k, 160.000 các. Đấy, con này thì rất là tiện ích rồi, hàng của Tết các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần xoay nhấp này cho em này, xong đó xoay này, xoay này là nó sẽ ra này. Ở đây thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 ngăn này, 5 ngăn như này, trên 5 ngăn, dưới 5 ngăn nhá. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Đấy, đấy thì các bác có thể dùng để đựng nước Tết này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Lên cho em là khay K1 nhá. Khi các bác sử dụng thì mình nhấp nhấp này cho em, sau đó thì mình hăng mở đóng này. Đấy, nhá. Nó cái lẫy ở đây, các bác cứ nhấp này cho em, sau đó thì mình đóng mở là xong. Lên cho em là khay K1 nhá. Đây, đấy, đúng như hình này các bác này. Mình để đựng các loại hạt hướng dương này, rồi hạt rẻ này, bánh kẹo này, nho mứt này, rất là ok luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 160.000 thôi, 160.000 cho con khay K1 như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái khay sen nhá. Đấy, các bác lên cho em là khay sen. Con này thì trăm mấy nhỉ? Đây con này cơ mà. Các bác lên cho em là khay sen vàng nhá. Đấy, nó sẽ là màu vàng như này. Khi bên em gửi hàng cho các bác thì nó chưa có sắp xếp như này đâu, chưa có lắp ráp đâu. Về nhà thì các bác tự lắp ráp vào giúp cho em nhá. Đấy, về nhà các bác tự lắp ráp vào cho em. Lắp ráp thì nó cũng rất là đơn giản thôi, rất là đơn giản thì về nhà các bác tự lắp ráp vào cho em nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái khay như này. Giá của nó sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là khay sen vàng này. Đấy, con này nó bằng nhựa trắng nhá, bằng nhựa trắng. Nhựa trắng trong rất là đẹp luôn. Con này thì các bác có thể quay như này. Đấy. Và trên này thì mình để hoa quả này, dưới này thì mình để các loại bánh kẹo rất là ok luôn nhá. Đấy, để bánh kẹo, hạt dưa, hạt bí hướng dương rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái khay sen vàng như này. Giá sẽ là 150k. Lên mã giúp em đó là khay sen vàng nhá. Khay sen vàng này. Khay sen vàng nhá, khay sen vàng. Giá sẽ là 150k nhá. 150.000 cho một con khay sen vàng như này. Con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Đó, ngày Tết ngày nhất các bác dùng để đề co trang trí này, cho bánh cho kẹo vào rất là tiện ích và đẹp cho các bác luôn. Khay sen vàng. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái búa lùn nhá, búa lùn. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một con búa lùn như này con này. Đấy, con này thì các bác dùng để đóng nhổ đinh rất là ok luôn. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, hàng nội địa của Nhật đây các bác này. Đấy, của thương hiệu Fuku con này. Hàng bãi Nhật chưa qua sử dụng nhá. Đấy, hàng bãi Nhật chưa qua sử dụng. Rất là đẹp luôn. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k cho một con búa lùn như này nhá. 90.000 cho một con búa lùn như này. Con này các bác có thể dùng để mình đóng đinh này, đóng đinh nhổ đinh rất là ok. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 20 cm, 16-17 cm. Và cân nặng của nó thì khoảng 2 lạng rưỡi nhá, nặng 2 lạng rưỡi. Con này dùng đóng nhổ đinh rất là ok. Cán của nó thì được làm từ sợi thủy tinh rất là chắc chắn và có bọc cao su non như này nhá, bọc cao su non chống trơn trượt như này, rất là ngon luôn. Giá thì sẽ là 90k. Lên mã giúp cho em đó là búa lùn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là búa lùn này. Đó. Búa lùn, giá của nó sẽ là 90k cho một con búa lùn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khay. Lên mã giúp cho em đó là khay úp cốc nhá. Đấy.
khay úp cốc này. Đây thì nó sẽ là một cái khay và có sẵn đĩa này luôn. Đấy, một cái đĩa màu trắng sữa rất là đẹp này. Và một cái khay cao như này. Các bác có thể úp cốc vào đây. Đấy, mỗi bên 3 chiếc, tổng là 6 chiếc. Úp cốc vào đây thì nước nó sẽ chảy xuống cái khay này. Khi mà các bác rửa, nó có những cái lượng nước thừa thì nó sẽ chảy xuống đây thì nó rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái khay úp cốc như này, giá của nó chỉ có cho anh em các bác đó là 90k thôi. Lên mã giúp cho em đó là khay úp cốc nhá. Khay úp cốc này. Khay úp cốc giá của nó sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một con khay úp cốc như này. Thì con này rất là tiện ích cho anh em các bác sử dụng khi mà mình úp cốc chén, cốc bát vào đây. Đấy, thì úp các loại cốc chén vào đây. Tại vì là ngày Tết, ngày nhất hoặc là các bác sử dụng hàng ngày cũng rất là ok thôi. Rất đẹp. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng inox và mạ vàng nha. Mạ vàng 18 carat siêu đẹp cho các bác luôn. Để trên bàn uống nước thì cực kỳ là sang xịn mịn luôn. Đó. Rồi, ok. Hello, chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Mã sản phẩm đầu tiên em bên cho bác đó là bên shop còn một ít cái bộ rổ chậu inox nữa này. Đấy, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 50.000 đi. 50.000 cho cái bộ rổ chậu inox như này. Đấy, lên cho em là rổ chậu inox nhá. Rổ chậu inox này. Rổ chậu inox giá của nó sẽ là 50k nhá. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này và 5. Nó sẽ là 5 món tất cả. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 4 cái tô và một cái rổ như này. Một cái rổ như này thì cái rổ này đường kính của nó vào khoảng là 25cm nhá. Rổ này đường kính khoảng 25cm. Đấy, và nó sẽ có là 4 cái tô nhỏ như này. Thì các bác có thể mua về để mình đựng thực phẩm, thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Và cái rổ này thì mình có thể dùng để mình rửa rau này. Đấy, sau đó thì mình bỏ vào cái chậu này. Rau mùi, rau thơm, xà lách, chiếc cho vào đây, nó vừa gọn gàng, sạch sẽ, vừa không bị chảy nước. Đấy, combo cho các bác luôn. Bao gồm là 5 món như này. Đấy, bên em là bộ rổ chậu inox nhá. Rổ chậu inox. Giá thì thanh lý nốt cho các bác, cái giá nó là 50.000 thôi. 50.000 cho cái bộ rổ chậu inox như này. 50.000 bao gồm cho các bác là 5 món luôn. Tính ra vào có 10.000 một món, quá rẻ luôn nhá. Đấy, thanh lý cho các bác cái giá tốt luôn. Bộ rổ chậu inox thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 50k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ cần ấn này thôi. Đấy, chạm nhẹ này nó sẽ sập bẫy. Đấy, chạm nhẹ này sập bẫy này các bác này. Đấy. Các bác ấn đều này cho em. Ấn đều này cho em là lẫy nó sẽ mở này. Và khi mà các bác cho mồi vào cái lỗ này. Đấy, chạm nhẹ này sập luôn. Các bác thấy không? Rất tiện luôn. Giá thì chỉ có 15k cho một cái 15.000 cho một cái bẫy chuột này thôi nhá. Đấy. Đấy, thấy không? Rất tiện luôn. Giá sẽ là 15k. Lên trang là bẫy chuột thông minh nhá. Giá của nó sẽ là 15k cho một con bẫy chuột thông minh như này. 15.000 các nhá. 15.000 cho một con bẫy chuột thông minh như này. Rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ba nước hoa nhá. Thì đây nó sẽ là một cái bộ ba nước hoa như này. Bao gồm cho các bác là 3 lọ luôn. Mỗi lọ này của nó sẽ là 30ml nhá. Đấy, 30ml. Đấy, và 3 lọ như này các bác này, 3 lọ như này. Nam nữ đều dùng được cả nhá. Đấy, nó sẽ có 3 lọ với 3 mùi hương khác nhau, rất là thơm luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đó. Nam nữ đều dùng được hết nhá. 3 lọ 3 mùi hương. Đó. Giá thì chỉ có 150.000 thôi. Đấy, lên theo là bộ ba nước hoa nhá. Bộ ba nước hoa 150.000. Bộ ba nước hoa này. Bộ ba nước hoa nhá. Bộ ba nước hoa, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho bộ ba lọ nước hoa như này. Giá sẽ là 150.000 nhá. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, lưu hương dài lâu được luôn nhá. Đấy, lưu hương dài lâu được luôn. Rất là tiện ích thế này. Và giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu nhá. Miếng dán ngải cứu. Cái này thì sẽ là 25.000 trong hộp, bao gồm là 12 miếng. Cái này thì độ nóng rất là cao. Các bác có thể dùng để mình dán trực tiếp lên các cái phần nào các bác bị đau nhức mỏi, mình dán trực tiếp lên cho em. Đó đây, cái miếng nó sẽ là một cái miếng màu xanh như này. Đó, và các bác dán lên các cái phần nào mình bị đau nhức mỏi rất là ok. Giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một cái bộ miếng dán, hộp miếng dán ngải cứu này, bao gồm cho bác là 12 miếng. Hàng của Nhật nhá. Lên cho em là dán ngải cứu nhá. Dán ngải cứu này. Dán ngải cứu, giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k cho một cái hộp miếng dán ngải cứu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sản phẩm đó là cái đèn học chống cận nhá. Các bác lên cho em là đèn học chống cận. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho một mã đèn học chống cận như này.
Con này thì nó sẽ là sử dụng bằng pin nhá, sử dụng bằng pin. Đấy, cho nên là nó sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy, còn công suất của nó sẽ là 10W và nó sử dụng bằng pin các bạn, thì nó rất là tiện luôn. Đây, đấy các bạn này. Con này thì nó sẽ là một dòng đèn học chống cận, thì các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước hoặc là dùng rất là đa di năng được luôn. Ăn cơm ăn nước, học bài, đọc sách cũng rất là ok nhá. Các bác dùng để đọc sách cũng rất là ok luôn. Đó, rất là sáng này. 1 2 3 này. Đấy, nó có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng trung tính nhá. Đấy, và cảm biến này, các bác chỉ cần nhấp này là nó sẽ lên này. Đấy. Giá thì rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đây, các bác nhấp này. Đấy, rất là sáng luôn nhá. Đấy, nó sẽ có chế độ là sáng trắng, sáng vàng và sáng trung tính nhá. Đèn học chống cận rất là tốt luôn. Có một cái khay đựng bút ở đây, các bác chỉ cần ấn vào đây cho em xong này. Đấy. Ấn vào đây. Đấy. Cái khay này là cái khay đựng bút nhá, các bác nhấp vào đây cho em xong. Đây. Đấy, các bác chỉ cần ấn vào cái lẫy này. Ấn vào cái lẫy này là xong. Để các bác dùng thì mình đựng đựng bút nhá. Đấy, đây các bác nhấp vào đây. Đấy là nó sẽ vừa giữ chắc cho cái đèn này. Đấy, vừa giữ chắc cho cái đèn này và các bác dùng nó rất là tiện này. Đấy, cho bút cho giấc vào đây, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái đèn học chống cận như này, giá của nó sẽ là 100.000 thôi. 100.000 cho một cái mã đèn học chống cận như này. Con này thì rất tiện ích để cho các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt hàng ngày như là học bài này, đọc sách này, rồi nói chung là khi mất điện thì mình dùng ăn cơm ăn nước cũng rất là ok. Công suất của nó sẽ là 2W đến 10W nhá. Đấy, và chân sạc nhá. Đây mã giúp cho em là đèn học chống cận. Đèn học chống cận này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn học chống cận như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn quạt nhá. Đèn quạt, cái đèn này thì nó sẽ là vừa là đèn vừa là quạt luôn. Và nó có kèm cho các bác là một cái sợi dây sạc như này. Các bác cắm vào cái chân sạc này cho em. Có tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, có tấm pin sạc năng lượng mặt trời luôn. Rất là tiện các bác này. Đấy. Quạt gió khủng khiếp luôn. Rất là mát nhá. Và nó có thể là nó sẽ có là thời gian quạt chạy là từ 3 đến 5 tiếng nhá. Đấy, và có cả đèn luôn các bác này. Có cả đèn luôn. Đó đây. Đèn rất là sáng này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là sáng nhá. Thì lên mã giúp cho em đó là đèn bão hoặc là đèn quạt nhá. Đấy. Có lên cho em là đèn quạt đi, tại vì là nó vừa là đèn vừa là có quạt điện luôn. Đấy, có quạt mát luôn. Con này dùng rất là tiện, nhà có trẻ nhỏ hoặc là bị mất điện mất nước các bác dùng cho em cũng rất là ok nhá. Lên cho em là đèn quạt này, có kèm cho các bác cái dây sạc này luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên cho em là đèn quạt nhá. Đó. Đèn quạt này, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn quạt thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai thông cống này. Đấy. Thì con này dùng rất là tiện luôn. Cống rãnh rồi, đường cống, đường thoát nước nhà các bác nó hay bị tắc, thì các bác xả cái chai này thường xuyên cho em, một năm thấp nhất là 1 đến 2 lần nhá. 1 đến 2 lần. Thì các bác xả thường xuyên cho em để nó giúp đánh tan các cái cặn bám rồi các cái vết bẩn rồi mỡ đông, mỡ riếc hoặc là tóc tai. Nó sẽ đánh tan hết và nó sẽ đẩy sạch đi nhá. Cái đường cống thoát nước hoặc là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết. Giá sẽ là 25k nhá. Lên theo là bột thông cống, giá sẽ là 25.000 cho một cái lọ bột thông cống như này. 25k cho một lọ các bác nhá. 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nồi lẩu mini nhá. Nồi lẩu mini. Đấy, các bác lên theo là nồi lẩu mini. Con này trăm mấy nhỉ? Hả? Trăm mấy? 150.000 cho con nồi lẩu mini này nhá. Đấy, có quai cầm này rất là tiện này. Có số 1, số 2 này. Đấy, có số 1, số 2 rất là tiện luôn. Đây, các bác có thể dùng ăn lẩu trực tiếp này hoặc là dùng để mình hấp này. Hấp bánh bao hoặc là hấp các loại thực phẩm cũng rất là ok. Hấp tôm, hấp cá này. Đấy, hoặc là mình dùng trực tiếp để mình ăn lẩu này. Rất là tiện nhá. Hai ông bà hoặc là gia đình ít người, 2-3 người các bác dùng ăn lẩu với cái này cho em nó rất là tiện luôn. Đấy, ngoài ra thì nó có chống dính, có thể chiên rán xào nấu được hết. Đấy, một con nồi lẩu mini rất là ngon như này. Mà cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 nhá. 150k cho một cái nồi lẩu mini này thôi. Rất là tiện luôn. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn này. Đấy. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Công suất của nó thì con này nó sẽ là 600W nhá. Đấy, sử dụng điện 220V và công suất của nó sẽ là 600W các bác nhá. Đấy, công suất là 600W. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là hạt rẻ thôi. Lên mã giúp cho em đó là lẩu mini nhá. Lẩu mini. Giá sẽ là 150k. Con này thì nó nhỏ thôi nhá. Nó nhỏ thôi. Dung tích của nó thì nó sẽ là vào là đi nó vào khoảng là 1 lít thôi các bác nhá. Vào khoảng 1 lít thôi. Đấy. Lít hơn 1 lít một chút thôi.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tai nghe của iPhone nhá, tai nghe iPhone thì nó sẽ là một cái dòng tai nghe như này, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, đây nó sẽ là cái dòng tai nghe như này các bác này. Đấy, tai nghe như này thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là hàng của Mỹ này, đấy, California này. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật và xuất cho thị trường Mỹ nhá, hàng Nhật xuất cho thị trường Mỹ. Đấy, made in Japan đâu nhá. Đó, made in Japan, hàng của nội địa Nhật và xuất cho thị trường Mỹ này. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho bác là hai con tai nghe như này. Đó, đây made in Japan các bác này. Đó, hai con tai nghe như này nhá, kèm thêm cho các bác là cáp sạc này. Bây giờ các bác mua một cái cáp sạc này cũng mất mấy chục rồi. Đấy, và các cái miếng mút để các bác dùng cho nó êm tai này. Đấy, các cái miếng lót như này thì combo cho các bác một cái con bộ tai nghe không dây như này nhá, tai nghe của iPhone không dây như này. Đây, Apple này, in California, tai nghe của Apple nhá, Apple nhá, quả táo đây. Đấy, lên trên là tai nghe không dây, giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi nhá. Đấy, lên trên là tai nghe không dây này, tai nghe iPhone nhá, tai nghe iPhone giá của nó sẽ là 150k nhá, 150.000. Rồi, ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì Phạm Mấn lại tiếp tục quay trở lại giới thiệu các cái mã hàng của bên shop. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái bẫy chuột thông minh nhá. Đây nó sẽ là con bẫy chuột rất là tiện lợi. Khi sử dụng thì các bác ấn đều hai tay này cho em này. Ấn đều hai tay cho bẫy mở này. Đó, và các bác chỉ cần chạm nhẹ này thôi là con chuột sẽ sập bẫy luôn nhá. Rất là mạnh thôi nhá, rất là mạnh luôn. Đó. Thì con này rất là tiện và giá thì chỉ có 15 cành thôi. Dùng thì cực kỳ là an toàn nha các bác, chỉ cần nhấp đều này cho em này. Nhấp đều này cho em. Đó, và khi mà con chuột nó chạm vào bẫy là nó sẽ bị sập nhá. Đấy, các bác thấy không? Rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 15k cho một con bẫy chuột thông minh như này nhá. 15k. Lên trên là bẫy chuột thông minh, giá sẽ là 15.000 thôi nhá. 15.000 một chiếc. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là này bên shop tiếp tục về cho các bác cái kìm tuốt dây nhá. Kìm tuốt dây các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một con kìm rất là đa di năng luôn. Hàng của thương hiệu Fuka này, Fuka của Nhật đây. Đấy, Fuka Japan con này. Đấy. Thì con này rất là tiện ích nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình tuốt dây này, bấm cốt này. Đấy, tuốt dây bấm cốt rồi là tuốt các cái phần dây ra làm đôi này, ra làm tư này, đều ok hết nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con kìm tuốt dây như này, giá của nó sẽ là 95.000 nhá. 95.000 cho một con kìm tuốt dây như này. Đấy, và đây nó sẽ có tuốt dây từ 0.8 đến 3.2mm nhá, 3.2mm. Thì bác nào làm thợ điện là bắt buộc phải có con này, dùng nó rất là tiện. Hàng nội địa của Nhật, thép trắng không gỉ này. Quai kiếc cán cầm của nó rất là chắc chắn luôn, cao su êm ái này. Các bác dùng thì nó rất là đa di năng, dùng để tuốt dây điện, các bác làm thợ làm nghề xoắn dây này hoặc là dùng để cắt dây giết các thứ, nói chung là rất là tiện ích luôn. Đây, có cái phần cắt dây ở đây. Đấy, dùng để xoắn rồi cắt dây các kiểu con này điều luôn. Rất là tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là kìm tuốt dây nhá, kìm tuốt dây. Giá sẽ là 95k. Đó. Các bác lên cho em là kìm tuốt dây này. Đấy, kìm tuốt dây. Kìm tuốt dây nhá. Đấy, kìm tuốt dây giá của nó sẽ là 95k một chiếc nhá. 95.000 một chiếc kìm tuốt dây như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp 5 đũa. Đấy, các bác lên cho em là đũa inox nhá. Đấy, đũa inox một hộp này bao gồm là 5 đôi. 5 đôi đũa inox này, hàng của thương hiệu Winling hay người của Đức này. Hộp này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000 nhá. 55k cho một hộp như này. Một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là đi hộp này sẽ bao gồm cho các bác là đi 5 đôi đũa inox như này nhá. 5 đôi đũa inox như này. Rất tiện ích luôn, và giá thì chỉ có cho các bác là đi 55.000 thôi, 55.000. Đấy, lên cho em là đũa inox nhá, giá sẽ là 55k. Đó. Đũa inox giá của nó sẽ là 55k trên một hộp nhá, 55.000 trên hộp, 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy các bác lên cho em là con máy sấy đũa nhá. Ở đây nó sẽ là một con máy sấy đũa như này các bác. Đấy. Con này các bác chuyên dùng để mình sấy đũa. Rất là ok. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái chân cắm ấy rồi. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đây nó sẽ là cái khay để đựng nước này, khay đựng nước đây. Khay đựng nước thừa đây, rất là tiện nhá. Và các bác chỉ cần mở cho em cái nắp này ra này. Đấy. Mở cho em cái nắp này ra nhá. Đấy, thì mình dắt đũa ra tiếp vào đây. Và ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái miếng dán luôn. Miếng dán này để các bác dán lên tường nhá. Đấy, em sẽ có cái video cho các bác xem thực tế luôn cho nó trực quan sinh động. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con máy sấy đũa này thôi. Đấy, mùa đông mùa này nồm ẩm các bác nên dùng con máy sấy đũa này rất là tiện ích nhá. Nên theo là máy sấy đũa này. Máy sấy đũa. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k.
Ở đây sẽ có video thực tế luôn. Mốc không? Nếu bạn không sấy khô và khử khuẩn đũa thìa sau khi rửa, bạn có thể gặp nguy cơ mắc bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy bạn cần gì để giải quyết vấn đề này? Hãy để máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV giúp bạn. Máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV là sản phẩm tiện lợi, an toàn và hiệu quả. Máy có thiết kế gọn gàng, sang trọng, có thể treo ở mọi không gian. Máy có chức năng sấy khô và khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV, giúp loại bỏ sáu khuẩn, côn trùng và nấm mốc. Máy còn có đèn LED xanh giúp bạn dễ dàng nhận biết trạng thái của máy. Máy có dây sạc Asiber, dễ dàng tháo lắp và vệ sinh. Máy còn có bảo hành 1 năm, đảm bảo chất lượng và uy tín. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy nhấp vào góc trái màn hình để mua ngay máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV nào. Bạn có biết rằng đũa thìa là nơi ẩn chứa nhiều sáu khuẩn, côn trùng và nấm mốc không? Nếu bạn không sấy khô và khử khuẩn đũa thìa sau khi rửa, bạn có thể gặp nguy cơ mắc bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy bạn cần gì để giải quyết vấn đề này? Hãy để máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV giúp bạn. Máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV là sản phẩm tiện lợi, an toàn và hiệu quả. Máy có thiết kế gọn gàng, sang trọng, có thể treo ở mọi không gian. Máy có chức năng sấy khô và khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV, giúp loại bỏ sáu khuẩn, côn trùng và nấm mốc. Máy còn có đèn LED xanh giúp bạn dễ dàng nhận biết trạng thái của máy. Máy có dây sạc Asiber, dễ dàng tháo lắp và vệ sinh. Máy còn có bảo hành 1 năm. Đấy, rất là tiện ích nha, mà giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con máy sấy đũa này thôi. 100k nha, rất tiện ích luôn và rất ngon lành. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng massage các bác nhá. Đấy, súng massage. Thì đây nó sẽ là một con súng như hình khẩu súng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. 170.000 cho một con súng massage như này nhá. 170k. Đó, 170k cho một con súng massage này nhá. 170.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Đấy, thân máy nhá, lõi của nó là lõi bằng đồng nhá, động cơ không chổi than này. Đấy, và các bác lắp các cái đầu massage vào chưa? Đấy, giữ lì này là máy sẽ chạy nhá. Tắt bật là phải giữ lì nhá các bác. Máy chạy cực kỳ được luôn các bác. Dùng rất là mạnh luôn. Đây cấp độ 1 các bác có thể đẩy cấp độ lên này. Dùng rất là chuẩn luôn. Dùng rất là mạnh luôn, các bác có thể dùng để massage các cái bó cơ này, bắp tay, bắp chân này. Con này thì nó sẽ là dòng cảm biến nhá, các bác càng nhấn mạnh thì nó sẽ là càng rung mạnh. Còn các bác bỏ ra thì nó sẽ lại rung nhẹ nhé. Đấy. Thì mình có thể dùng để massage cổ, vai, gáy rồi dây thần kinh, đấy, lưng. Và có kèm cho các bác là 4 đầu massage và một cái cáp sạc như này nhé. Giá thì chỉ có 170.000 thôi. Đấy, lên cho em là súng massage nhá, nó hình khẩu súng như này. Cho nên là bên em gọi nó là súng massage. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 mỗi em này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bộ vít đây. Một cái bộ vít như này. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn, chỉ có 130.000 thôi. 130.000 cho cái bộ vít như này các bác. Đấy. Bộ này thì bên shop lên nó sẽ là bộ V46 nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 20 đầu vít này. 20 đầu vít này rồi đầu khẩu rồi tay công các kiểu con đà điểu luôn. 20 đầu vít này, 10 và đầu khẩu từ 4 đến 14 này rồi các cái chi tiết khác nữa. Nói chung là bộ này thì tha hồ thoải mái cho anh em các bác sử dụng làm thợ làm nghề hoặc là sửa chữa lặt vặt trong gia đình cũng rất là ok. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. Giá không tin nổi luôn. Đấy, tay công, tay lắc, tay nối dài đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Đây nó sẽ có cho các bác là đây, đây em sẽ cho các bác xem này. Đây nó sẽ là một con tay công như này nhá. Tay công như này các bác này. Đấy. Tay công này thì các bác có thể dùng để lắp khẩu này hoặc là lắp vít đều được này. Đấy. Có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn các bác nhá. Đấy, có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn, rất là tiện này. Đấy, lắp khẩu cũng được mà các bác. À, lắp vít được, lắp vít được. Đấy, rất là ok. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái tay kiểu tay vít như này. Cái tay vít này rất là tiện này. Các bác có thể lắp cái tay vít để mình dùng trực tiếp luôn. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là tay nối dài này. Tay nối dài và tay ngoắt nghéo này. Tay này có lò xo ngoắt nghéo này. Đấy, rất là đa di năng luôn nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là các cái món như này. Đầy đủ khoảng 45-46 chi tiết cho các bác luôn. Mà cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ V46 nhá. Bộ V46. Giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Đấy. V46 giá sẽ là 130k. Giá siêu hạt rẻ cho bác luôn. V46 này, 130k. Không để tin nổi luôn, 130.000 trong cái bộ vít thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cưa lách nhá. Cưa lách này, hàng của thương hiệu Fukuoka của Nhật này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một con cưa lách như này nhá. 50.000. Đấy, con này thì rất là tiện, các bác có thể dùng để cưa cây, cưa cành này. Đấy, rất là tiện luôn. Cưa lách giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác con dao thái lỗ này. Đấy, đây nó sẽ là một con dao như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan này. Con này thì các bác chuyên dùng để thái thôi. Bản của nó thì khoảng 8 cm nhá. Chiều dài thì khoảng 30 cm. Đây. Siêu bén luôn. Các bác có thể dùng để thái này. Đấy, rồi gọt hoa quả cũng được, thái gọt. Và con này thì rất là vừa sinh, nặng khoảng 2 lạng nhá. Vừa sinh, thái thì cực kỳ là ngon luôn.
hàng đánh nhám chống dính này, nội địa của Nhật này, made in Japan nhá. Các bác lên cho em là dao thái lỗ nhá, dao thái lỗ này, dao thái nó có lỗ thì nên lên em là dao thái lỗ 125k, 125.000 đấy, nó có lỗ này. Đấy, cho nên là em gọi nó sẽ là dao thái lỗ nhá, rất là ngon luôn. 125.000 cho một em dao thái lỗ như này, rất tiện ích nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về với bác dòng sản phẩm đó là cái phích đun sôi nhá. Đấy thì nó vừa là phích để giữ nhiệt, vừa là dùng để làm ấm siêu tốc đun sôi luôn. Đấy, hàng cực kỳ đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, hàng thương hiệu Cúc Cu nhá, hàng thương hiệu Cúc Cu, dày dẫn chắc chắn cho bác luôn. Đấy, có giữ nhiệt cho các bác luôn nhá, giữ nhiệt cho các bác luôn và nó tự động ngắt nhá. Đấy, các bác cứ đặt lên khay này cho em là xong. Khi nào mà sôi là nó sẽ tự ngắt nhá. Đấy, và có giữ nhiệt luôn. Giá thì chỉ có 180.000 thôi, 180.000 cho mấy em phích đun sôi như này. Đó, phích đun sôi nhá. Vừa là giữ nhiệt vừa là ấm siêu tốc luôn thì nó rất là tiện. Đấy, nó sẽ là hai chức năng cho các bác luôn. Các bác chỉ cần đặt lên này cho em là xong. Đó. Và lúc nào mà sôi nó sẽ tự ngắt, còn lại là nếu mà các bác không muốn để thì các bác bỏ ra. Lúc nào mình cần nóng thì là mình đặt vào, không có thì mình bỏ ra nhá. Giá sẽ là 180.000 cho một con phích đun sôi như này. Lên cho em là phích đun sôi. Giá sẽ là 180k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con cái bộ máy rửa xe nhá. Bộ máy rửa xe giá thì chỉ có 290.000 thôi. Máy rửa xe chạy bằng pin này. Thì đây sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu vòi này. Đấy, dây dài khoảng từ 3-5 mét này. Rồi cái này nó sẽ là đầu vòi xịt tuyết này. Đấy, một thân máy này. Đấy, một thân máy nhá các bác nhá. Đấy, một thân máy này. Một thân máy như này. Đấy, một thân máy, một cáp sạc này. Và một viên pin nhá. Một thân máy, một cáp sạc, một viên pin. Đấy, các bác theo. Đấy, đây. Đã có test nước. Ok, ngon lành này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, một thân máy, một cáp sạc, một viên pin. Đầy đủ combo cho các bác như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 290.000 thôi nhá. 290.000 cho một cái bộ máy rửa xe pin như này nhá. Lên cho em là rửa xe pin này. Máy rửa xe pin này, rửa xe pin, giá sẽ là 290k. Ngoài rửa xe các bác có thể dùng để mình tưới cây rồi làm mọi việc đều được nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác nha. Nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship hàng toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship, dưới 200 cộng cho em thêm 30.000 ship. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Chúc các bác một ngày thật là nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé. Chuẩn bị cũng đến năm mới rồi thì chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, thành công trên bước đường học tập cũng như công tác của mình. Đó thì sản phẩm đầu tiên đó là cuối năm rồi các bác sắm sửa đồ cho gia đình nhà mình nhá. Đấy thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Lô này em về thì nó sẽ là một cái dòng khăn lẫn màu như này nhá, lẫn màu này nó sẽ thường là màu các cái màu xanh, màu trắng rồi các cái màu như này nhưng mà rất là đẹp các bác này. Đấy, và nó sẽ có lẫn những các màu này. Lô này về thì nó sẽ rất là dày dẫn hơn, đẹp hơn nhá. Một mặt bông thô, một mặt bông mịn như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái khăn tắm như này. Các bác không nghe nhầm đâu nhá, chính xác đấy nhá. 40.000 cho một cái khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá. Đấy, khăn tắm hàng nhập khẩu của Hàn Quốc nhá. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc này. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm. Đấy, tức là một chiều 70 và chiều 1m4. Giá là 40k nhá. 40.000 cho một khăn tắm to tổ bố này các bác này. Bình thường các bác mua một cái khăn rửa mặt thôi cũng đã phải mất đi 20-30.000 rồi. Thế mà đây một cái khăn tắm to như này giá chỉ có 40k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng nước hoa nhá. Cuối năm rồi, Tết nhất đến nơi để các bác mua để mình đi chơi Tết này. Đấy, cũng rất là tiện ích nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là cái dòng nước hoa của Gucci đây. Nước hoa của Gucci này. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở tại Anh Quốc này. Đấy, made in UK này. Đấy, giá sẽ là 130.000 cho một lọ nước hoa như này nhá. 130.000 nhá. Đấy, nước hoa của Gucci này. Đấy. Tiếp theo là nước hoa của Chanel này, đấy Chanel. Đó, con này thì nó sẽ là hàng sản xuất của Pháp nhá. Hàng sản xuất của Pháp đây. Made in France này. Đấy thì bên shop có hai mẫu nước hoa Gucci với nước hoa Chanel, đều là 130.000 cho một lọ như này. Các bác muốn lấy lọ nào thì lấy các bác nhá. Muốn lấy lọ nào thì lấy, 130.000 một lọ thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là nước hoa Gucci hoặc nước hoa Chanel.
Đó, đây nó sẽ là Gucci này. Đấy, nước hoa Gucci này. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này, cho nên là em cũng không có bóc được đâu. Em chỉ quay bên ngoài này thôi các bác nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 130.000. Và con này cũng 130.000 luôn. Đấy, nước hoa Chanel. Con này thì nó sẽ là nước hoa Chanel nhá. Dung tích của nó sẽ đều là 100ml các bác nhá, 100ml hết. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng nước hoa, đó là nước hoa Dubai nhá. Các bác lên cho em là nước hoa Dubai này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng nước hoa chiết. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho bác là 5 lọ luôn. Giá chỉ có 60.000 thôi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lọ nước hoa như này mà giá chỉ có 60.000. Tính ra là vào có hơn 10.000 cho một lọ nước hoa. Đấy, cực kỳ là thơm luôn. Nó sẽ là dòng nước hoa chiết nhá. 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau nhá. 5 lọ, 5 mùi hương khác nhau. Đó, dòng nước hoa chiết nó chỉ to bằng ngón tay cái này thôi các bác này. Đấy, rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu, 5 mùi nhá. Đấy, mùi Chanel Coco này, mùi Golden này. Nói chung là đủ mùi cho bác luôn. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mùi hương như này. Giá sẽ là 60k nhé. 60k. Lên cho em là nước hoa Dubai. 60.000 cho một hộp nước hoa Dubai này. Đấy, made in Dubai nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái khò ga đại các bác nhé. Khò ga đại, cầm anh cái khò ga trắng này. Đấy, con này nó sẽ là khò ga đại này. Hàng của Nhật này, Kabushi Japan này. Đấy, và nó về thì nó sẽ có mấy màu như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi nhá. Đấy, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Giá thì sẽ là 120.000 cho một con khò ga đại như này nhá. 120.000 cho một con khò ga đại như này. Các bác lên cho em là khò ga đại 120.000. Dòng này của nó sẽ là dòng đánh lửa tự động nhá. Các bác chỉ cần là nhấp này là nó sẽ đánh lửa này. Đấy, lắp thì phù hợp với hầu hết các loại bình ga của Việt Nam mình. Đấy, cho nên là các bác cứ yên tâm lắp vào mình sử dụng này. Thui chân giò này hoặc làm thợ làm nghề đều ok nhá. 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái khò ga trắng này. Con khò ga trắng này thì giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là khò ga trắng nhá. Con này giá sẽ là 50k. Đấy, các cái phần kết nối lửa của nó đều bằng đồng hết này. Đều bằng đồng hết này các bác nhá. Đấy, đều bằng đồng. Đấy, con nào to hơn thì nó sẽ bền hơn và chắc chắn hơn. Đấy, con này thì chỉ có 50.000 thôi. Đấy, dùng cũng rất là ok. Và con này thì sẽ là 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sạc bình ắc quy nhá. Con này thì nó sẽ là sạc được bình 12V, sạc bình 12V. Và con này thì nó rất là nhiều chức năng luôn. Khử sun phát, rồi chống đảo chiều, rồi nói chung là làm cho trẻ hóa bình. Đấy, bình ví dụ các bác dùng bình dùng lâu nó bị già thì nó sẽ khử sun phát giúp cho các bình của bác dùng được lâu hơn. Đó, con này thì giá sẽ là 190.000 nhá. 190.000. Con này chỉ sạc được bình 12V thôi. Chỉ sạc được bình 12V thôi các bác nhá. 12V, 4A. Đấy, 100A này các bác này. Đấy, 4A đến 100A nhá. Con này chuyên sạc bình 12V. Các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 190.000 cho con sạc bình 12V như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khoan mini nhá, khoan mini. Con này thì nó rất là tiện các bác dùng để mình khoan rồi nói chung là bắt vít bắt viếc đều ok hết nhá. Thứ nhất là sẽ có một cho bác một tay khoan như này các bác này, một tay khoan này các bác nhá. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có đảo chiều ra vào cho các bác này. Đấy. Và ưu điểm của con này thì nó còn có thể xoay thẳng được nhá. Đấy. Đây các bác này, đấy, nó còn xoay thẳng được như này nên này. Đấy, các bác nhấp cái này cho em là xoay thẳng này. Đấy, rất là tiện luôn. Và nó sẽ kèm cho các bác rất là nhiều các cái đầu mũi vít nhá. Đấy. Con này 180.000 cho một bộ như này. Đấy, 180.000 cho một cái bộ khoan mini như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là khoan mini 180.000. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là nguyên cái này là có 30 đầu vít rồi, 30 cái đầu vít như này nhá. Đấy, to nhỏ lớn bé lục giác ba khe tròn các thứ đầy đủ đây. Nguyên cái này là 30 đầu vít này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là các cái đầu mũi khoan, rồi đầu lục giác, rồi đốc sạc, rồi kèm các cái đầu lắc các bác này, cái tay lắc ngon nghèo như này. Đấy. Giá thì đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá thanh lý rất là hạt rẻ luôn. Chỉ có cho 180.000 cho một cái bộ khoan mini này thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini, giá sẽ là 180.000. Đó. Lên cho em là khoan mini này. Khoan mini, giá sẽ là 180k cho một cái bộ khoan mini như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái máy vít nhá. Đấy. Nó sẽ có hai mẫu, một là mẫu khoan mini, hai là mẫu máy vít này. Cái máy vít này thì nó sẽ là nhỏ gọn hơn các bác nhá. Nhỏ gọn hơn. Nó sẽ kèm cho các bác là hai đầu mũi vít đây, hai đầu mũi vít như này các bác này. Kèm cho các bác là hai đầu mũi vít như này. Đấy. Con này, đấy, hai đầu mũi vít này các bác nhá. Đó. Và có kèm cho các bác một cái cáp sạc này, một cáp sạc hai đầu mũi vít, một vẹt một tròn. Con này thì nó chỉ có chức năng xoáy ra xoáy vào thôi. Đấy, rất là tiện ích luôn. Minh minh. Hold vào đây. Đấy các bác nhá, các bác chỉ cần lắp vào này này, lắp vào này xong là mình xoáy ra xoáy vào rất là tiện này. Đưa cho anh cái con ấy kia, con ad. Đấy. Xoáy ra xoáy vào rất là tiện luôn. Để em sẽ test cho các bác xem. Con này thì nó rất là khỏe luôn nhá. Rất khỏe luôn các bác này. Đây, xoáy ra xoáy vào các bác này. Đấy nhá. Đấy, đây. Mình xoáy ra cho các bác xem này. Đấy. Đây.
Đấy. Xoáy ra con này. Đấy, xoáy ra này, xoáy vào này. Rất là khỏe nhá. Đấy. Rất là khỏe luôn. Đấy. Xoáy ra xoáy vào rất là ok luôn nhá. Đó. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con máy vít thế này. Các bác lên cho em là máy vít giá sẽ là 130k nhá. Đấy, 130k cho một em máy vít thế này, còn con kia nó sẽ là khoan mini, nó đa năng hơn. Con này thì lên cho em là máy vít này. Máy vít giá sẽ là 130k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hạc, con hạc đồng này. Đấy. Giá sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng đồng nhá, bằng đồng như này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lư như này nhá, một cái lư đeo như này. Để các bác bỏ cái nhang trầm vào đây mình đốt này. Đấy, bỏ cái nhang vào đây. Bên em có bán kèm cả nhang luôn nhá. Đấy, bỏ nhang vào đây đốt, sau đó thì mình treo lên. Này thì các bác dùng bàn làm việc hoặc là trên ban thờ rất là tiện này. Đấy. Thì dùng nó sẽ thư thái rồi tĩnh tại rồi, nói chung là rất là ngon lành cho bác luôn. Giá sẽ là 70.000 cho một bộ nhang bộ hạc đồng như này nhá. Lên cho em là hạc đồng. Giá sẽ là 70.000 nhá. 70.000 trong cái bộ hạc đồng như này. Đấy. Bao gồm cho các bác là một con hạc và một cái lư như này, chất liệu bằng đồng nhá. Lên cho em là hạc đồng này. Đấy, trước đang bán là 60.000, đợt này về nó sẽ cao hơn một chút, sẽ là 70k nhá. 70k cho một cái hạc đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cái nhang hạc này luôn. Nhang hạc này thì sẽ là 60.000 nhá. 60k cho một cái hộp nhang như này, rất là nhiều luôn nhá. Rất nhiều nhang luôn. Các bác bỏ vào trong cái lư ấy, sau đó thì mình đốt là bình thường là xong. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn bếp nhá, khăn bếp. Một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc nhá. 10 chiếc các bác dùng để mình lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau bếp, rất là tiện luôn. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sợi bông tự nhiên. Đấy, nó vào khoảng là 20-25 gì đấy nhá, 25-25. Đặt này về mẫu to, giá sẽ là 30.000 cho một bịch 10 chiếc. Lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau thực phẩm rồi lau dùng để lau mồm. Đấy, ăn cỗ ăn bàn lau mồm cũng được. Đấy. Lên cho em là khăn bếp nhá. Khăn bếp giá của nó sẽ là 30k trên một bịch 10 cái luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn led con này. Đấy, à xin lỗi các bác, đó là cái thước laser nha. Đấy, thước laser như này. Đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích luôn. Đấy, các bác dùng đa di năng được luôn. Đấy, bật lên này. Đây nó sẽ có cái cản pin, các bác tháo cái cản pin này ra cho em này. Sau đó thì bật công tác lên này. Đấy, nó sẽ có cho các bác như này. Và các bác điều chỉnh tia thì gạt cái này cho em nhá. Điều chỉnh tia thì gạt cái này cho em này, gạt cái này lên gạt xuống này. Đấy sẽ là điều chỉnh tia này. Đấy, đây em sẽ dọi cho các bác xem nhá. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác các cái tia lấy góc vuông hoặc là tia đứng, tia nằm đều được hết nhá. Đấy. Nó sẽ có cho các bác luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy, đây nhá. Tia này. Đấy, rất là sắc nét luôn, rất sắc nét luôn các bác này. Đấy, con này thì vừa lấy đứng, vừa lấy nằm, vừa lấy góc vuông được luôn nhá. Đó, thấy không? Nét chưa? Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bộ laser như này, một cái bộ thước thủy này nhá, thước thủy này. Đo đứng, đo nằm, đo nghiêng đều được hết nhá. Và có cho các bác là cái thước đo 15cm này. Và có cho anh em các bác một con thước rút luôn nhá. Một con thước rút 2,5m luôn. Đấy, 2,5m luôn. Đấy, nói chung là rất là tiện luôn. Combo cho các bác đa di năng như này. Mà cái giá thì bên shop đang chào gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là thước laser nhá. Giá sẽ là 90k. Đấy, giá sẽ là 90k cho một con thước laser như này nhá. 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọ xịt xoang nhá. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình viêm xoang, viêm mũi dị ứng này. Đấy, lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi. Bác nào bị đau mũi, viêm mũi, kích ứng mũi rồi dị ứng, các bác dùng cái này cho em. Giá sẽ là 45.000 cho một cái lọ xịt xoang như này nhá. 45k. Đấy, bác nào bị đau mũi, viêm mũi dị ứng rồi, các bác dùng con này cho em. Đấy, hoặc là bị viêm mũi lâu năm dùng con này khỏi hết các bác nhá. Đấy. Dùng cho em liên tục từ 2 đến 3 lọ là khỏi luôn. Nó sẽ là thuộc dạng xịt xương như này. Các bác xịt thẳng vào khoang mũi mình cho em. Đó. Đau mũi, viêm mũi, dị ứng mũi này hoặc là bị dị ứng theo thời tiết, các bác dùng đều khỏi hết nhá. Bên em bán rất là nhiều rồi. Giá sẽ là 45k nhá. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi này. Xịt xoang mũi này. Xịt xoang mũi, giá sẽ là 45k nhá. Cho một tip như này. Đó, 45k trong tip như này. Rất tiện để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn năng lượng ba cánh nhá. Con này thì bên em có video test rồi cho nên là em sẽ quay nhanh thôi. Đấy, đây nó sẽ là một tấm pin như này nhá. Một tấm pin như này và một con đèn rất là tiện ích luôn. Đấy thì khi mà các bác sử dụng ấy thì ban đêm là mặc định là ban đêm nó sẽ tự sáng cho các bác luôn nhá. Ban đêm nó có cảm biến mà, cho nên là ban đêm nó sẽ tự sáng. Đấy. Còn nếu mà ban ngày ấy, khi mà các bác về sử dụng mà các bác test ấy là các bác phải nếu mà các bác muốn test mà cắm cho em cái chân sạc này vào này, cắm cái sạc này vào ấy là
là nó sẽ tắt, thì các bạn phải che cái tấm pin này đi này. Đấy, che tấm pin này đi nó sẽ lên này. Đấy các bác nhá. Đó. Thì cái tấm pin này nó sẽ là cảm biến cho cái đèn này luôn. Tức là ban đêm trời tối là nó sẽ tự nó sáng, còn ban ngày nó sẽ tự tắt nhá. Và ngoài ra nó sẽ có cảm biến là có người đi đến là nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Đấy, và nó sẽ có 3 chức năng cho các bác luôn. Đấy. Sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, và rất là sáng luôn nhá. Đấy, có thể xoay đảo hướng các kiểu luôn. 180.000 cho một cái con đèn năng lượng 3 cánh như này. Rất tiện để cho các bác sử dụng khi mà mình vừa là tiết kiệm năng lượng, vừa là có ánh sáng mình sử dụng luôn. Đèn năng lượng 3 cánh nhá, giá của nó sẽ là năng lượng 3 cánh này, 180.000 thôi, 180.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lọc rác Thiên Nga nhá. Lọc rác Thiên Nga đây, nó sẽ là một cái con lọc rác như này. Các bác chỉ cần quặc vào cái chậu rửa nhà mình thôi, quặc vào cái vòi chậu rửa này, sau đó thì mình để rồi rác giếc các thứ là mình đồ ăn thừa mình đổ hết vào đây, sau đó thì mình chỉ cần vỗ vào cái thùng rác nhà mình là xong. 25.000 cho một con lọc rác Thiên Nga như này bằng nhựa, rất tiện ích luôn. Rồi ok, sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kìm đa năng các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là kìm đỏ đa năng này. Đấy, nó sẽ là màu xanh đỏ như này thì em gọi là kìm đỏ đa năng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng các số hotline của bên em. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ đa năng nhá. Đây nó sẽ là một con kìm hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, Japan các bác này. Đó, hàng của Nhật, thép CRV không gỉ này. Ở đây thì nó sẽ có kèm cho các bác là bấm cốt này, tuốt dây này, cắt này, vặn ốc này, rồi xoắn dây này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy, và con này ưu điểm của nó là nó có cái lò xo đẩy như này thì khi các bác dùng nó rất là tiện nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này thôi. 100.000 cho một con kìm đỏ như này. Con này thì rất là tiện ích luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ, giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, kìm đỏ này. Kìm đỏ, giá sẽ là 100.000. 100.000 cho một chiếc kìm đỏ như này các bác nhá. 100.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhá. Hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, made in Japan nhá. Đây, hàng nội địa của Nhật made in Japan luôn. Đây các bác quan sát này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật thì con này sẽ bao gồm cho các bác là một đầu kéo và một đầu cưa. Về nhà thì các bác lắp cả kéo cả cưa vào cho em là mình sử dụng thôi. Đây, lắp ráp thì như trên hình như này các bác này. Lắp ráp như trên hình như này cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên cho em là kéo cành trên cao nhá. Kéo cành trên cao này. Kéo cành trên cao. Kéo cành trên cao này. Kéo cành trên cao. Giá sẽ là 130.000. Đây em sẽ có cái video hướng dẫn cho các bác xem luôn cách lắp đặt và sử dụng luôn nhá. Giá chỉ có 130.000 thôi, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác chỉ cần là lắp cho em cái cán vào thôi. Sau đó thì mình cắt này. Nó rất là tiện luôn nhá. Đó. Lắp cán, lắp cưa vào là mình cắt thôi, rất là tiện luôn. Đấy, về nhà thì các bác tự lắp cán, lắp cưa vào. Cán thì mình có thể dùng bằng gỗ, bằng sắt, bằng thép, tùy theo. Đấy, mình có cán nào mình dùng cán đấy, lắp vào cho em, sau đó thì mình đưa vào là mình cắt thôi. Cành nào vừa phần cắt thì phần cắt, mà cành nào không cắt được thì các bác chuyển sang cưa nhá. Nó rất là tiện ích luôn. Đó. Rất tiện ích luôn. Đó. Lắp đặt cũng rất là đơn giản thôi, giá chỉ có 130.000 thôi nhá. Rồi sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo các bác nhá. Các bác lên cho em là băng dính hai mặt nhá. Đấy, nó sẽ là cái băng dính hai mặt như này. Đấy, băng dính trong hai mặt như này rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình dính ổ điện này, hoặc là dính các cái phần nào mà mình cần phải dính lên tường này, hoặc lên tủ, lên bàn, lên ghế đều được hết. Đấy, thì các bác lên cho em là cái gì, cái này là cái gì nhỉ? Băng keo trong à? Lên cho em là keo trong hai mặt nhá. Đấy, băng keo trong hai mặt. Băng keo trong hai mặt nhá. Băng keo trong hai mặt giá sẽ là 25.000 cho một cái cuộn băng keo trong hai mặt như này. Về nhà thì các bác chỉ cần bóc ra, bản của nó thì vào khoảng là 2,5 và chiều dài thì vào khoảng là 5 mét, các bác dùng thoải mái luôn. Một cuộn này các bác dùng còn lâu mới hết các bác nhá, và rất là tiện ích luôn. Thì các bác có thể dùng để dán ổ điện này và dán rất là nhiều chi tiết được. Băng keo trong hai mặt. Đây các bác nhá, mình có thể là dán ổ điện này, rồi dán mọi thứ đều được. Đây các bác này. Đấy các bác theo, đây. Dán ổ điện, dán thảm này, rồi dán khung tranh này. Đấy, dùng các bác cho vào động được, nó rất là tiện ích. Đấy, rất chắc chắn luôn. Thấy chưa? Nó rất tiện ích luôn.
Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một quận băng keo trong này thôi. Bóc ra thì nó không có vết nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là băng keo trong hai mặt, giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dao Nhật này, thì nó sẽ có cho các bác là các cái mẫu như sau. Đầu tiên là nó sẽ là bộ ba dao cán gỗ nhá. Thì bên shop bán nó sẽ như sau. Đấy. Đầu tiên là một con dao chặt này, hàng của thương hiệu Seki Japan này. Đó, Seki Japan này. Đấy. Giá thì con dao chặt này sẽ là 180.000. 180.000 cho một con dao chặt thế này. Đấy, các bác lên cho em là dao chặt gỗ giá sẽ là 180.000 nhá. Hàng cực kỳ sắc bén này, chặt khá là dày luôn, dày khoảng là 2 ly nhá, 2 ly. Các bác có thể dùng để chặt xương trâu, xương bò này. Đấy, xương trâu, xương bò rồi chặt gà, chặt cá này. À, con này vào khoảng là 5 ly các bác nhá. 5 ly rất là dày luôn. Đó, rất là dày các bác này. Đấy, rất là dày luôn. Cực kỳ là dày, chặt thì cực kỳ làm tay luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Dao chặt gỗ 180.000 này. Tiếp theo thì sẽ là một con dao gọt gỗ này. Con dao gọt này thì sẽ là 40k nhá. 40k trong con dao gọt như này nhá. 40.000 một con dao gọt như này. Tiếp theo là đến một con dao Thái này. Thái của thương hiệu Asaka này. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k. Con này thì lên cho em là Thái gỗ nhá. Thái gỗ giá sẽ là 80.000. Còn con này là gọt gỗ 40.000. Đấy, nếu các bác mua combo thì bên em bán là 3 con như này thì lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ giá chỉ có 260.000 thôi. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 260.000 cho một cái bộ ba con dao cán gỗ như này, giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 260.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao của thương hiệu Wattbo nhá. Dòng này thì nó sẽ là dòng cao cấp hơn một chút, cầm cho anh cái con G2 này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng siêu bén rồi, của thương hiệu Wattbo, hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này. Đó, và nó sẽ có cho các bác là một con dao, nó có một con mũi nhọn và một con mũi vuông nhá. Đấy, thì bên em gọi nó sẽ là dao mũi nhọn và dao mũi vuông. Con này thì nó sẽ là dòng mũi vuông này. Đấy, cái mũi nó vuông như này thì em gọi nó là mũi vuông. Hàng này thì khỏi phải bàn về độ bén rồi, 180.000 cho một con như này, khỏi test giấy luôn. Cắt giấy bóng như này là các bác biết rồi nhá. Đấy, dao mà dọc được giấy bóng như này là không phải dao nào cũng dọc được đâu các bác nhá. Đấy, rất là bén luôn. Còn dọc giấy thì quá là bình thường rồi. Con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Con này là dao vuông, giá sẽ là 180.000. Còn đây em sẽ có thêm một con này nhọn nữa này, con nhọn nữa. Chiều dài của dao thì nó đều là vào khoảng là 30cm nhá. Nó đều là vào khoảng 30cm. Thì rất là tiện cho các bác dùng để thái. Rất là thái, thái thì rất là vừa tay luôn. Và thép của nó là thép không gỉ nhá, thép không gỉ. Đây, con này thì mũi nó nhọn như này. Cho nên là bên em sẽ lên là dao mũi nhọn này, 175.000. 175.000 con này các bác nhá. Đấy. Hàng này thì về độ bén thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đó. Rất là bén luôn các bác này. Đấy, rất bén luôn. Dọc giấy các bác này. Đó. Dùng cẩn thận đứt tay cho em nhá. Đó. Thương hiệu Wattbo này, Japan này, thép không gỉ này. Đấy, Chromava này 18 này. Thép này là thép ác ôn luôn. Thì con này nó sẽ là dao mũi nhọn nhá. Con dao mũi nhọn này sẽ là 175.000. Đấy, con này thì các bác lên cho em là dao mũi nhọn này. Đấy. Dao mũi nhọn sẽ là 175.000. Dao mũi nhọn này. Dao mũi nhọn 175k nhá. Đó. Còn con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Dao vuông giá sẽ là 180.000. Dao vuông 180.000 nhá. Dao vuông nhá. Đấy. Dao vuông này. Đấy, 180k. Mua hai con này thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác giá là 350.000 và bao ship nhá. 350.000 và bao ship cho hai con như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ V46 nhá. Bộ này bao gồm cho các bác là khoảng là 46 chi tiết. Đấy, V46 như này. Bao gồm cho các bác khoảng 46 chi tiết tất cả này. Đấy. To nhỏ lớn bé, lục giác ba khe, tròn mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Đó, bao gồm cho các bác là 46 chi tiết thì sẽ có cho các bác là vào khoảng là 20 đầu khẩu này. 20 đầu vít này. Đấy, nó sẽ khoảng 20 đầu vít như này. Rồi khẩu từ 4 đến 14 này. Đấy, các đầu khẩu từ 4 đến 14 cho em. Đầy đủ cho bác luôn. Đó. Và một tay công, một tay nối dài và các cái đầu vít chi tiết như này. Đấy. Đây nó sẽ là một tay công như này nhá, một tay công nha. Thì các bác có thể lắp trực tiếp vào trong cái khẩu này các bác sử dụng này. Con này có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn. Hoặc các bác có thể lắp lên những cái đầu vít này vào này. Đấy. Lắp những cái đầu vít này vào cho em. Đây, lắp những cái đầu vít này vào mình sử dụng này. Đấy, sử dụng để bắt vít này, rất là tiện luôn nhá. Hàng có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá. Ngoài ra thì các bác không dùng cái con tay công này thì các bác có thể dùng trực tiếp cái con này cho em này. Đấy, lắp con này vào cho em. Đó, để mình sử dụng mình xoáy vít này. Xoáy vít hoặc xoáy công cũng đều rất là được luôn. Đó. Giá thì một cái bộ
V46 chi tiết như này giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000 cho một cái bộ như này nhá. Giá quá hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là V46 nhá. Có cả cái tay lắt léo như này này, tay lắt léo này. Rồi có các cái tay công như này luôn. Nói chung là con này thì giá rất hợp lý cho bác rồi. Chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là V46 nhá. Đầy đủ đựng trong cái hộp mà nhựa như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Giá quá hạt rẻ luôn. V46 giá sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho bộ V46 như này. Giá siêu hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi đựng giáp nhá. Đấy, các bác lên cho em là túi đựng giáp này. Đấy, một bịch này của nó thì sẽ là 100 chiếc nhá. Bịch này của nó là 100 chiếc và kích thước của nó thì sẽ là 45. Đấy, 45 nhân với lại 45 nhân 50. Đấy. 45 nhân 50 và một bịch là 100 chiếc. Đấy, về nhà thì các bác nó có dập sẵn cái đường như này rồi. Dập sẵn cái đường này này. Đấy, nó sẽ dập sẵn như này cho các bác này. Các bác chỉ cần là xé cho em theo cái đường dập như này. Đó, sau đó thì mình về mình mở ra là mình bỏ rác vào đây cho em này. Đấy. Mở ra mình bỏ rác vào đây cho em thôi, bỏ rác vào đây. Sau đó khi mình đi đổ thì mình chỉ cần là cầm tay rút cái quai này cho em này. Đấy. Rút hai cái quai này là nó sẽ đổ được các bác này. Đấy, đây nó sẽ có quai rút như này. Rất tiện ích luôn nhá. Đấy, con này thì chịu nhiệt rất là tốt luôn, giấy thì siêu mỏng nhưng lại rất là dai. Mỏng dai, chịu nhiệt tốt. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một quận như này thôi. 50.000 cho một cái quận túi rác như này. Đấy, lên cho em là túi rác giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy, lên cho em là túi rác này. Túi rác giá sẽ là 50.000 nhá. Và một bịch này của nó là 100 chiếc luôn. Thoải mái cho các bác sử dụng đây. Một bịch của nó hẳn 100 cái như này. Tha hồ thoải mái sử dụng luôn. Đấy, con này các bác đổ cả nước nóng và cũng rất là ok. Giá rất hợp lý cho các bác. Chỉ có cho các bác là đi 50.000 cho một bịch 100 cái. Tính ra vào chỉ có 500 con một chiếc này thôi. Đấy, 100 cái này rằng ngày dùng một cái là 3 tháng mới hết một bịch nhá. Thì tính ra là 50.000 mà trong vòng 3 tháng quá rẻ luôn các bác nhá. Chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng thì em lại lên video tranh thủ gửi tới các bác. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mũ này thì em lên cái mã của nó sẽ là mũ ông già nhá. Đấy thì cái này nó gọi tên là như thế thôi chứ còn là ông già rồi người trung tuổi cũng đều đội được hết. Đấy và rất là ngon lành các bác này. Đấy ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khuy như này thì các bác có thể là mình đeo thì mình có thể mình thắt lên như này nhá. Thắt lên như này. Đó. Mình có thể thắt lên như này hoặc là các bác thả xuống cũng được, thả xuống cũng được để mình đội nó rất là hợp lý cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ một mũ thì nó sẽ kèm thêm cho các bác là một cái miếng khẩu trang như này các này, một cái miếng khẩu trang như này. Thì để nhà các bác về nhà khi các bác đeo thì nó sẽ có thêm cho các bác cái khẩu trang này nữa để các bác thắt vào đây cho em. Đây, thắt vào đây cho em này. Đấy, các bác thắt vào đây cho em. Thì nó sẽ là một cái khẩu trang để giúp cho các bác che mặt đằng trước nhá. Đấy. Mùa đông khi các bác đội này thì nó sẽ là vừa là che tai vừa là che mồm che mũi cho bác luôn, che mồm che mũi luôn, rất là ngon này các bác này. Đó, thì nó sẽ có thêm một cái khẩu trang như này nữa. Thì các bác muốn đeo cả cái khẩu trang này thì đeo mà không đeo thì thôi. Đấy, tùy theo. Và sản phẩm thì nó sẽ đi kèm như vậy rồi. Đây em sẽ đội thực tế cho bác xem luôn. Lên cho em là mũ ông già nhá. Giá của nó sẽ là 95.000 cho một con mũ. Đấy em sẽ đội cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đây nhá. Đó. Đấy, bình thường thì các bác đeo vào nó sẽ có cả khẩu trang như này nữa thì siêu ấm luôn nhá, siêu ấm luôn. Và cái quai này thì các bác thắt vào đây cho em này. Đó là nó sẽ kín mít luôn nhá, kín mít luôn. Rất ấm các bác này. Đấy. Độ như này thì miền Bắc mà mùa đông lạnh thì các bác đội vào cho em thì thôi chấm hết luôn. Đấy, chấm hết luôn, quá đẹp luôn các bác này. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể bỏ cái khẩu trang này ra này. Bỏ khẩu trang này ra sau đó thì mình thắt lên như này. Thắt lên như này thì mình đội như một cái mũ phớt bình thường nhá. Hoặc các bác có thể thả này xuống này. Mùa đông các bác đội siêu ấm luôn nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhung này. Đấy. Nó sẽ là dạng nhung lông như này. Thì các bác đội vào thì nó rất là êm và ấm luôn. Đấy, nó sẽ là nhung lông như này nhá. Đấy, bên trong này của nó cũng là trần nhung hết này. Rất êm và ấm luôn. Và cái giá thì siêu hạt rẻ cho bác luôn, chỉ có 95.000 cho một cái mũ ông già như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, một mũ và kèm theo một khẩu trang. Bình thường thì các bác có thể đội bình thường như này. Đấy, các bác gấp hết lên thì mình sẽ đội như một cái mũ bình thường thôi. Đội như một cái mũ phớt bình thường. Trời lạnh hoặc các bác đi ra ngoài thì mình sẽ thả cái phần quai này xuống. Rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già giá sẽ là 95.000. Đó. Lên cho em đó là mũ ông già này, đó. Mũ ông già. Giá sẽ là 95.000 nhá. 95.000 cho chiếc mũ ông già như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
các bác lên mã giúp em đó là cái đèn, một cái mẫu đèn pin mới này, bên shop mới về nhá. Đấy thì các bác lên cho em cái đèn này, nó sẽ là đèn phễu này. Đấy, nó to và nó chỉ có một cái như cái đèn như cái phễu như này. Đấy, như một cái phễu như này thì các bác lên cho em là đèn phễu nhá. Đó, đèn phễu này. Đấy, con này thì cũng dùng để đeo đầu và nó có 3 chế độ sáng này, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu các bác nhá. Đó. Và con này thì sẽ có dây sạc cho các bác đây, dây sạc đây, và các bác có thể ngoắt nhéo như này rất là tiện luôn này. Đấy. Và đây nó sẽ có chế độ như này các bác này, có báo pin luôn, có báo pin các bác nhá. Đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, có báo pin cho các bác luôn nhá. Rất là ngon lành, có quai đeo như này, có quai đeo như này các bác đeo vào cho em. Đó. Con này thì pha của nó cũng khá là giỏi luôn nhá. Pha của nó khá là giỏi luôn. Đó, và rất tiện ích. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con đèn phễu như này. Các bác lên cho em đèn phễu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là giá siêu tốt cho bác luôn, 95.000 thôi. 95.000 cho một con đèn phễu như này nhá. Đấy, con này thì các bác lên tên cho em là đèn phễu, giá của nó sẽ là 95k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đó. Đèn phễu này. Giá của nó sẽ là 95k. Đấy, con này dùng để các bác đeo đầu rất là ok luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nến đỏ nhá. Nến đỏ các bác chỉ cần là bật cái công tắc này là nó sẽ lên thôi. Đó, rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Lên cho em là nến đỏ. Giá sẽ là 40.000 cho một cây nến như này. 40.000 cho một cây nến như này các bác nhá. Đấy. Nó là một cái dạng là bằng chạy bằng pin, chạy bằng pin và nó có cái độ nhấp nháy như này. Nó như một cây nến thật luôn nhá, như một cây nến thật luôn. Giá thì sẽ là 45k cho một cây nến đỏ như này nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là nến đỏ. Nến đỏ nhá. Giá của nó sẽ là 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Đó, thì con này rất là tiện ích luôn. Đó. 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Hàng thì rất đẹp các bác này, về nhà các bác có thể là đề co trang trí này, hoặc là các bác dùng để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đấy, và nó sử dụng cái pin cúc áo nhá. Rất là dễ mua thôi, cái pin này các bác ra hiệu sách hết, các bác ra hiệu sách mua cho em 5.000 ba viên. Đó, rất là tiện ích để về mình thay tháo. Lên cho em là đèn đỏ nhá. À, nến đỏ nhá. Lên cho em là nến đỏ này. Nến đỏ, giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một cây nến đỏ như này. Giá chỉ có 45.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ hút nước rửa bát nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu vòi hút như này, một đầu vòi hút như này. Đó. Kèm thêm ống dẫn này, ống dẫn rồi dây dợ đầy đủ cho các bác luôn, có cả nắp xoáy vào các cái đầu can luôn nhá. Đấy. Giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát như này nhá. 70k. Lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát. Giá sẽ là 70.000 thôi. Giá cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là hút rửa bát nhá. Hút rửa bát này. Hút rửa bát giá sẽ là 70k cho một bộ như này. Hàng bằng inox cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Thì các bác này. Bát này có tác dụng gì đúng không? Nhưng mà sau một hồi vào vạch thì mình phát hiện ra thì đây là cái chỗ để lắp những cái vòi mở rộng, những cái vòi hút dầu rửa bát như thế này. Hoặc là những cái vòi của máy lọc nước. Quay lại với nhân vật chính thì như các bạn đã thấy, đây là một cái vòi hút dầu rửa bát. Mình đã dùng cái này thay thế cho cái chai dầu rửa bát mà có lẽ rất nhiều gia đình các bạn ở đây đang sử dụng, rất bẩn và rất là bất tiện. Thay vì mỗi lần rửa bát phải dùng một cái chai nhầy nhụa như thế này thì bây giờ bạn chỉ được ấn thôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà từ khi mình dùng mình cảm thấy nó rất là tiện. Mình không còn phải châm dầu rửa bát từ chai to và chai nhỏ nữa. Và ngoài ra cái chỗ để những cái chai dầu rửa bát trước kia nó rất là bẩn, bây giờ nó đã sạch sẽ hơn rồi. Ngoài ra cái vòi này cũng làm từ thép không tỉ nên các bạn không cần phải lo bị rỉ sét trong quá trình sử dụng đâu nhá. Tổng kết lại thì đây là món đồ rất là hữu ích mà chị em nội trợ không nên bỏ qua. Mình để sản phẩm rất là tiện luôn. Các bạn lấy nước rửa bát như thế này để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò từ cái lỗ vô dụng trên một rửa này nhé. Đầu tiên các bạn tìm cho mình một cái đầu vòi bơm của một lọ ấn kiểu như thế này, rồi về gắn nó vào đầu bơm, xỏ ống qua cái lỗ bên trên bồn rửa, tiếp đến xỏ ống vào lọ nước rửa bát ở tủ bên dưới, vậy là xong. Như thế này, lấy nước rửa bát đã đủ xịn sò chưa? Tên nó là cái gì đây? Bình thường, tên các bạn lấy nước rửa bát như thế này để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò. Rất tiện luôn, lên cho em là hút rửa bát nhá. Hút rửa bát giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát thế này. 70.000 cho cái hút rửa bát thế này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác một cái mã rất là mới, đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá. Cái này thì các bác có thể là cọ bàn ghế này, cầu thang này, rồi nói chung là các cái vị trí mà sản phẩm bằng gỗ hoặc là các cái nền nhà khe khẽ đều cọ được hết nhá. Thì em lên cho các bác là chổi cọ bàn ghế nhá, chổi cọ bàn ghế. Thì đây, ví dụ như cái phần bàn ghế này, rồi ban thờ này, rồi nói chung là ở đâu cũng được, nó là một cái dòng chổi như này. Thì em lên tên là chổi cọ bàn ghế nhá. Các bác về các bác kỳ cọ bàn ghế rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k. Đó, chổi cọ bàn ghế này. Chổi cọ bàn ghế nhá. Chổi cọ bàn ghế giá sẽ là 35k. 35k một chiếc nhá.
35.000 cho một chiếc như này thôi. Đấy, phần lông của nó thì chiều dài khoảng là gần 20 cm và cái chiều rộng này khoảng 5 cm. Rất là nhiều lông bằng cước như này thì khi các bác kỳ cọ nó rất là sạch luôn nhá. Đấy, các bác đánh cọ bàn ghế rồi trên các cái khu vực như là rất là nhiều nơi các bác vệ sinh như cho em rất là tiện. Đấy, chỗ nào cần thì các bác cọ cho em nhá. Đấy thì em lên tên nó là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k một chiếc nhá, 35 cành cho một chiếc như này, hàng cực kỳ cao cấp luôn, nội địa của Nhật các bác này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì gần 30 nhá. Đấy, các bác chuyên để dùng thì mình để các cái phần ghế này, các bác ngồi mình ngồi cho nó êm đấy. Đấy thì con này nó sẽ là dạng dệt 5D theo kiểu than tổ ong như này. Thì khi các bác ngồi này, ngồi xuống thì nó rất là mềm nhá. Các bác có thể để cả quả trứng ngồi lên cũng không vỡ đâu. Đó, rất là tiện ích luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá, đệm ghế. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 80.000 à? 80.000 cho một cái đệm ghế như này, rất tiện ích luôn. Đấy, và đây nó sẽ là một cái dạng vải thoáng khí nhá. Khi các bác ngồi vào thì nó rất là êm và thoáng khí này. Bên dưới thì có một lớp cao su non này, và bên trên thì nó sẽ là một cái dòng vải dệt thoáng khí. Các bác ngồi thì nó rất là êm ái và thoáng khí cho các bác, rất là tiện ích luôn. Và con này thì giá thì chỉ có 80k thôi, rất là tiện dụng thôi nhá, rất tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá, đệm ghế giá sẽ là 80.000 đó. Đệm ghế giá sẽ là 80k cho một cái đệm ghế như này nhá, 80.000. Đấy, em sẽ có video thực tế luôn. Đấy, rất là mềm luôn nhá, cho cả trứng ngồi lên không việc gì nhá. Đấy các bác thấy không, rất là ok luôn. Đó, rất tiện ích luôn. Đó, thì các bác có thể dùng để mình đây là cái nệm 3D thoáng khí, chất liệu của nó được làm từ silicon với thiết kế hai lớp dạng tổ ong, mình ngồi không có bị nóng hay là bí vùng mông. Độ đàn hồi của nó thì không chê vào đâu được, ngồi từ ngày này qua tháng nọ cũng không bị biến dạng đâu nha. Bây giờ mang ra thử với trứng gà xem nào. Người ta thử một trái nhưng mà kiên quất ba trái luôn, cũng sợ nó bể lắm, nhưng không sao, trứng vẫn còn nguyên vẹn nha. Cùng cha khác ông nội với cái nệm 3D thoáng khí này, là một cái nệm 3D thoáng khí đời đầu. Mẫu cũ này thì có một lớp thôi. So sánh thử thì Kiên thấy mẫu mới này nó đàn hồi tốt hơn và có độ dày đều hơn. Tóm lại thì Kiên thấy cái nệm 3D này dùng khá là ổn, êm ái cặp mông. Đấy, rất là ngon lành nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Được. Chào các bác nhá. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn. Đây nó sẽ là một con súng cực kỳ chất lượng và xịn sò như này các bác. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đầu súng này, một đầu súng như này. Đó, nó sẽ là một đầu súng như này các bác này, và kèm thêm cho các bác là có tới là bốn đầu massage luôn, bốn đầu massage. Các bác bật thì giữ lì này cho em này, đấy giữ lì này, và tăng giảm cấp độ đây nhá, nó sẽ có 6 cấp độ nhá, bật tắt đều là giữ lì hết nhá. Đây, hàng rất là ngon. Thì các bác càng nhấp thì nó lại càng rung mạnh nhé, tức là nó sẽ là cảm biến lực. Nếu các bác ấn càng mạnh thì nó sẽ rung càng mạnh, còn các bác bỏ ra thì nó sẽ là rung từ từ này. Đấy, các bác xem các bác thịt nó di chuyển các bác này. Đấy, con này các bác dùng để massage cổ vai gáy đốt sống cổ dây thần kinh các thứ đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là bốn đầu massage. Đấy, bốn đầu massage như này và một súng bốn đầu massage, và kèm thêm cho các bác là một cáp sạc nhá, một cáp sạc như này. Giá thì chỉ có 170 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Nó sẽ là hình khẩu súng như này. Đấy, cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Giá sẽ là 170.000 nhá, 170k cho một em súng thư giãn như này. Giá hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng cam như này. Đấy, sẽ là một cái dòng cam như này, và nó sẽ là cảm biến ánh sáng nhá, cảm biến ánh sáng, có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt nhá. Đấy, và cảm biến ánh sáng cho các bác luôn. Đó, tức là nó sẽ có 3 chế độ này, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này, tùy theo các bác để nhá, và nó có điều khiển từ xa luôn. Và nó là dòng cảm biến này. Đấy, em che đi nhá thì nó sẽ sáng này các bác nhá. Che cái tấm pin năng lượng mặt trời đi thì nó sẽ sáng, tức là ban đêm nhá. Đấy, ban đêm là nó sẽ sáng và có người đi qua thì nó sẽ sáng, có người đi đến thì sẽ sáng và đi qua nó sẽ tắt. Và có 3 chế độ này, sáng mạnh này, sáng vừa và nhấp nháy này. À quên, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu thôi nhá, chứ không có nhấp nháy nhá. Đó. Đấy.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Có cả đai cho các bác nhá. Có cả đai để các bác bắt vào tường này. Đấy, và có cả điều khiển cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Lên cho em là cam mô hình này, cam mô hình. Giá sẽ là 100k một chiếc nhá. 100k trong cái cam mô hình như này. Đấy, rất tiện ích các bác dùng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn tắm Hàn Quốc nhá, khăn tắm Hàn Quốc. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 1m4. Hàng to dài rộng các bác có thể dùng để mình tắm gội thoải mái luôn nhá. Đấy, tắm giặt gội đầu rất là ok. Đấy, kích thước của nó là 70 nhân 1m4, chiều rộng là 70 và chiều dài là 1m4, một mặt bông mịn và một mặt bông thô như này. Các bác có thể dùng để mình tắm gội đầu đều ok hết nhá. Đấy, chất bông mềm mại, dùng cho trẻ em cũng rất là thích. Và giá thì siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Một cái khăn tắm Hàn Quốc như này, giá chỉ có cho các bác là 40k thôi. Đấy, các bác không đi đâu mà mua được một cái khăn tắm giá hợp lý như này đâu các bác nhá. Bình thường nếu các bác mua một cái khăn mặt không, giá cũng đã phải mất mấy chục nghìn rồi. Thế mà đây một cái khăn tắm kích thước to như này, đẹp như này, mà hàng chất liệu của Hàn Quốc nhá. Đấy, sợi bông tự nhiên nhá. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm, và giá sẽ là 40k nhá. 40k. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái bộ ấm mặt trời nhá, bộ ấm mặt trời đây. Thì đây nó sẽ là một cái bộ ấm bao gồm cho các bác là đựng trong một cái hộp mà rất là xịn sò như này, trong cái hộp vải như này, các bác về thì có thể cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là ấm mặt trời, giá sẽ là 140.000 nhá. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên này. Con chuyên này thì nó sẽ là vừa vặn trong lòng bàn tay như này nhá. Pha trà từ 3 đến 4 người uống là ok. Chè tam rượu tứ này. Đấy, một cái hũ để đựng chè này. Cái hũ này thì pha được khoảng 5 đến 7 chuyên chè này. Đấy. Tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng đất nung của Nhật nhá. 6 chén như này. Và có cho các bác là một cái khay bằng nhựa và một cái giá đỡ này bằng tre này. Đấy, các bác đặt vào đây cho em, nó rất là tiện ích luôn. Thì các bác có thể dùng để pha trà tiếp khách rất là ok. Đó. Combo cho các bác là 6 chén, một chuyên, một cái khay để các bác gắp chén như này. Đấy, hàng đựng trong hộp cực kỳ xịn sò luôn, kèm thêm cho các bác là một cái khăn lau nữa. Giá thì chỉ có 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời này, đó. Ấm mặt trời giá sẽ là 140k trong cái bộ ấm pha trà mặt trời như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái Eto của Nhật nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Asahi. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Đấy. Tem của nó là tem nhôm này, hàng thương hiệu Asahi của Nhật này. Đấy, độ mở của nó sẽ là 6 phân nhá. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, chất liệu của nó là bằng thép nhá. Đấy, chất liệu của nó bằng thép này, con này dùng cực kỳ là phê luôn các bác này. Đấy. Độ mở của nó là 6 cm nhá, có cả cái phần này để các bác kê kích để đóng này. Đấy, và có phần kẹp bàn như này nhá, để các bác kẹp vào bàn này. Đấy, chất liệu của nó là bằng thép, rất là dày dẫn và chắc chắn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 bao nhiêu nhỉ? 180.000 nhá. Đấy. Giá chỉ có cho các bác là 180k cho con Eto này thôi. 180.000. Các bác lên mã giúp em đó là Eto nhá. Eto kẹp, giá sẽ là 180k. Đó. Eto kẹp này, đấy, Eto kẹp. Giá sẽ là 180k một chiếc nhá. 180.000 cho con Eto kẹp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá. Các bác lên cho em là chổi cọ bàn ghế này. 35.000 một chiếc nhá. Cái này các bác có thể dùng để kỳ cọ bàn ghế rồi phẩy bụi phẩy biếc đều ok hết nhá. Bàn ghế, bàn thờ nói chung là để quét kỳ cọ bàn ghế rất là ok, hoặc là các bác vệ sinh bàn thờ cũng được. Đó, rất là đẹp. Đấy, chiều dài của nó có cái phần lông này là khoảng 20 cm và chiều ngang thì khoảng 5-7 cm, nó rất là nhiều lông nhá. Nên các bác dùng để quét kỳ cọ bàn ghế hoặc là vệ sinh bàn thờ rất là tiện ích luôn. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế nhá. Giá sẽ là 35k một chiếc nhá. 35.000 cho một cái chổi cọ bàn ghế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu chổi, đó là chổi lông phớt trần nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng sợi lông lông tĩnh điện nhá, sợi lông tĩnh điện. Cái sợi lông tĩnh điện này thì nó sẽ là cái chức năng của nó là nó hút các cái loại bụi vào nhá. Đấy. Nó sẽ hút các cái loại bụi vào, nó rất là tiện ích này. Đấy. Nó sẽ hút bụi vào, nó rất là tiện nhá, hút bụi vào nó rất là tiện. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu gen xoáy này, các bác xoáy vào cho em này, cái này có thể ngoắt nghéo này, ngoắt nghéo như này. Đấy, các bác có thể cụp lên cụp xuống được nhá. Và con này thì các bác có thể kéo giãn ra cho em này. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác có thể kéo giãn ra khoảng từ 1m8 đến khoảng từ 2m đến 2m8 nhá. 2m4 đến 2m8, rất là dài luôn. Đó, 2m4 đến 2m8. Có thể kéo dài ra này.
Đấy, hoặc thu ngắn bà này mình dùng thì mình phớt trần, lau trần rồi nói chung là vệ sinh này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Cuối năm tết nhất là các bác mua về để mình vệ sinh nhà cửa này. Giá chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chổi lông phớt trần nhé. Chổi lông phớt trần, hàng cực kỳ đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Và tháo lắp rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là chổi lông phớt trần nhá. Giá sẽ là 55k. Đấy, lên cho em là chổi lông phớt trần này. Chổi lông phớt trần nhá. Giá sẽ là 55.000 cho cái chổi lông phớt trần như này. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái đèn phễu nhá. Đó, đèn phễu. Con này thì sẽ là 95.000 cho một con đèn phễu như này. Đó, có dây để các bác đeo đầu này và có cáp sạc này. Và đây nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy. Đây, đấy, rất là sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa này, sáng yếu này. Đấy. Có 3 chế độ sáng như này, có báo pin nhá, có báo pin cho các bác luôn. Và rất là tiện ích các bác này. Đấy, rất tiện ích luôn. Đó, rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Đó. Giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, đây. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đấy. Đấy và có chế độ tia siêu sáng luôn nhá. Đó, rất là sáng nhá. Đấy, có pha rộng, pha hẹp này. Và con này cũng có chế độ cảm biến luôn các bác nhá. Đấy, cảm biến này các bác này. Đấy. Con này cũng có chế độ cảm biến luôn. Đấy, khi các bác muốn dùng chế độ cảm biến thì các bác nhấn cái nút bên này cho em này. Đó, gạt qua gạt lại này. Đấy, gạt qua gạt lại là nó sẽ sáng và tắt này. Cái mắt cảm biến của nó thì ở bên hông như này nhá. Các bác chỉ cần là đây các bác này, đấy. Mình chỉ gạt cái tay này nó tắt này, bật này. Đấy, tắt này, bật này. Tắt này, bật này, có nhá. Tắt, bật này. Đấy, tắt, bật này, rất là tiện ích luôn nhá. Thì lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, đèn phễu. Con này thì giá chỉ có 95.000 thôi. Cũng có chế độ cảm biến luôn để các bác sử dụng nó rất là tiện ích, mình không cần phải dùng tay để mình tắt bật nó mất công. Đấy, các bác có thể cần chỉ cần gạt tay qua là xong. Lên cho em là đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá sẽ là 95.000, đèn phễu này. Đấy, nó to như một cái phễu ấy, giá sẽ là 95k nhá, 95.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao lọc các bác nhá. Các bác lên cho em là dao lọc bao da này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này các bác dùng để thái lọc phi lê rất là ok. Đó, hàng thép liền thân như này. Cán ốp gỗ ba đinh nha, ba đinh thép này. Rất đẹp, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Thái lọc phi lê thì thôi rồi luôn các bác nhá. Dao rất là bén và đựng trong một cái bao da cực kỳ chất lượng xịn sò như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Đấy, lên cho em là dao lọc nhá. Dao lọc giá sẽ là 130k. Đó. Dao lọc này, 130k cho một con dao lọc như này. 130.000 cho một con dao lọc như này các bác nhá. Con này thì rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bóng đèn 3W các bác nhá. Bóng đèn 3W. Giá thì chỉ có 10k cho một quả nha các bác này. Đấy. Bên shop gửi tới các bác giá sẽ là 10.000 cho một quả bóng đèn 3W như này các bác nhá. Đấy, các bác lên tiền là bóng đèn 3W. Con này thì mặc định của nhà sản xuất nó sẽ là 3W các bác nhá. 3W còn độ sáng thì đây, rất tiện ích các bác này. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy, công suất của nó là 3W nhá, độ sáng vừa phải. Các bác có thể dùng để mình sử dụng ở cái khu vực nào mà mình không thường xuyên đi lại, nhưng mà các bác không sử dụng ánh sáng mạnh thì các bác dùng con này cho em. Ví dụ như là các bác dùng ở trong phòng ngủ này, hoặc là các cái phần hành lang này, hay phải đi lại nhiều mà không muốn tắt bật. Đấy, thì các bác dùng con này cho em. Nó sẽ có chiếu sáng vừa phải và không quá là sáng, không và rất tiết kiệm điện nhá. Con này thì nó sử dụng điện 220V và công suất là 3W. Đấy, dùng làm đèn ngủ cũng rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là một quả như này là 10.000 nhá, 10.000. Đấy, lên cho em là bóng đèn 3W, giá sẽ là 10k nhá. Bóng đèn 3W này, giá sẽ là 10k cho một quả nhá. 10.000 cho một quả bóng đèn 3W như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy bắt cam nhá. Thì con này rất là tiện ích luôn, sử dụng điện 220V. Các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong này. Đấy. Và con này thì ưu điểm của nó khi các bác nhấp vào như này là nó sẽ xoay này. Đấy, đây. Nhấp vào nó sẽ xoay này. Đấy, các bác theo. Đây, xoay này. Và nó sẽ có chế độ đảo chiều luôn. Có chế độ đảo chiều như này thì nó rất là tiện ích. Thì khi các bác vắt cam thì mình ép cái quả cam vào đây anh em này. Đó là nó sẽ vắt ra thôi. Đấy, thì các bác nhấp này bỏ này, nhấp này bỏ thì nó sẽ lại đảo chiều cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là dung tích của nó sẽ là 700ml và sử dụng điện 220V nhá, rất là tiện ích luôn. Đấy, tháo lắp rất là dễ dàng và vệ sinh sạch sẽ, rất là ngon này các bác, chỉ cần nhấp này là máy chạy này, nhấp này máy chạy qua này. Đó. Và có chế độ đảo chiều luôn thì các bác không cần phải dùng bằng tay. Vắt bằng tay thì nó rất là mỏi tay và rất là kiệt sức, nhưng mà vắt bằng cái này rất là ok. Lên mã giúp cho em là máy vắt cam nhá, máy vắt cam. Đó. Máy vắt cam giá của nó sẽ là, lên mã giúp cho em là máy vắt cam nhá, giá sẽ là 190k một chiếc nhá. 190.000 cho một con máy vắt cam.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái bàn chải điện nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng bàn chải cực kỳ tiện dụng luôn. Một bàn chải như này, một bộ như này các bác đã được tặng kèm thêm là 4 cái đầu bàn chải rồi. Như vậy là các bác mua mà giá chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một con bàn chải điện như này thì nói chung là giá siêu rẻ thôi. Đấy, tính ra là vào các bác chỉ mua bàn chải thôi chứ còn không mất tiền mua máy nhá. Đấy, bàn chải này sẽ là tính ra là 4 cái là 45-60, tức là mua vào 15.000 cho một cái đầu bàn chải như này. Đấy, và đây có 4 đầu bàn chải luôn. Đó. Con này thì tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút nhá. Đó, rung rất là mạnh luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Rung rất là mạnh luôn, thì các bác có thể dùng để mình vệ sinh răng lợi rất là ok nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý luôn. Đó. Nó sẽ có rất là nhiều chế độ rung khác nhau các bác này. Đấy, rung rất là mạnh luôn nhá, và các bác sẽ được tặng kèm 4 đầu bàn chải như này luôn. 4 đầu bàn chải như này và có kèm thêm cho các bác là một cáp sạc nữa. Về nhà các bác cắm cái củ sạc điện thoại nhà mình. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Một cái bộ bàn chải điện như này giá chỉ có 60.000 thôi. Vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn và rất là nhiều chế độ nhá. Lên cho em là bàn chải điện nhá. Bàn chải điện này. Bàn chải điện giá sẽ là 60k một bộ này nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái máy máy đo huyết áp, đo nhịp tim nhá. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Bây giờ mà các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua nhá, một con máy như này nó sẽ bán cho các bác khoảng là 500-700.000. Nhưng mà riêng bên shop Phạm Huấn thì bán tri ân cho khách hàng giá chỉ có 260.000 thôi. Đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn, 260.000. Con này thì chuyên đo huyết áp, đo nhịp tim cực kỳ là tốt luôn. Đấy, bác nào mà chuyên bị các cái bệnh về huyết áp, về nhịp tim thì các bác nên mua con máy này. Đấy, trong nhà mình sẵn sàng có một con máy này. Con này thì nó sẽ là sử dụng 4 quả pin con thỏ nhỏ nhá. Về nhà các bác tự mua pin thôi, bên em bán thì không kèm pin đâu. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp giá sẽ là 260k nhá, 260.000, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Chuyên đo huyết áp, đo nhịp tim rất là tốt luôn các bác nhá. Bác nào mà bị các bệnh về tim mạch hoặc huyết áp cao thì nên sắm một con này ở trong gia đình nhà mình để mình tự kiểm tra, nó rất là tốt luôn. Đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim. Giá hiệu thuốc mua con này khoảng 500-600.000 đấy các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái túi da bò nhá. Một con túi da bò cực kỳ chất lượng như này. Đấy, và nó sẽ là một cái dòng túi vuông nhá, túi vuông có quai đeo cho bác luôn, quai đeo bên trong như này nhá. Đấy, 100% da bò tự nhiên. Con này em bao cho các bác về, các bác đốt thoải mái cho em nhá. Đốt thoải mái nhá, nhưng mà đốt vào giữa này cho em này. Đốt vào giữa này, đừng đốt vào cái phần chỉ khâu nhá. Đấy, và đừng đốt vào cái phần khóa này nhá. Đấy. Hàng dày dẫn chắc chắn, chiều cao là 25, chiều rộng là 20. Đấy, bên trong thì có sẽ có hai ngăn, một ngăn không có khóa và một ngăn có khóa này. Bên ngoài thì có 1-2 ngăn này. Đằng trước là 2 ngăn, đằng sau ngăn nữa là 3 ngăn, nói chung rất là nhiều ngăn luôn. Quai đeo, quai sách đàng hoàng, cả quai đeo cả quai sách luôn. Các bác có thể dùng để mình đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi học, đi làm đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là túi vuông nhá, túi vuông. Giá sẽ là túi da bò vuông này, hoặc là lên cho em là túi vuông là được rồi. Đấy, giá của nó sẽ là 180.000 cho một con túi vuông như này nhá. 180k cho một con túi vuông như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái chổi tam giác nhá. Chổi tam giác thì con này nó sẽ có 3 phần. Đấy, có 3 phần cho các bác luôn. Đấy, sẽ có 3 phần như này, tức là có 3 khúc nhá. Đấy, 3 chi tiết như này. Bao gồm là một cái đầu chổi như này các bác này. Đấy. Về nhà thì các bác kết nối vào cho em là xong. Đây, xoáy vào cho em như này. Chiều dài của nó khi mà các bác xoáy vào thì nó vào khoảng là 1m3, 1m2, 1m3. Đấy, xoáy vào cho em như này là xong này. Đấy, kết nối này và xoáy cái đầu này vào này. Và con này thì nó sẽ là chức năng của nó sẽ là xoay 360 độ được luôn nhá. Xoay 360 độ. Vắt khi vắt thì các bác cho xà bông vào, và cho nước vào đây để cho nó mềm như này ra, cho nó dễ kéo nhá. Đấy, thì khi có xà bông vào nó sẽ trơn, nó sẽ dễ kéo hơn rất là nhiều. Đó, khi các bác kéo là nó sẽ thu vào như này các bác này, thì nó sẽ bắt kiệt cho các bác luôn nhá. Đây, kéo nó sẽ thu vào này, nó sẽ bắt kiệt luôn này. Đó. Đây. Thì các bác lên cho em là chổi tam giác nhá, xoay 360 độ đảo chiều đảo hướng được hết luôn. Đấy, để các bác đưa vào các vị trí các ngóc ngách này. Đấy, và dài thì nó sẽ là khoảng 1m2, 1m3, rất là tiện ích luôn nhá. Đó. Và nó chia là làm 3 đầu như này. Đấy, là 3 đoạn như này. Thì các bác có thể dùng để mình lau nhà, lau bàn, lau tủ, rồi nói chung là đa di năng được luôn, cũng rất là tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hạt rẻ thôi. Một cái con chổi tam giác như này mà giá chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 cho một con chổi lau nhà như này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là chổi tam giác nhá, chổi tam giác. Chổi tam giác này, giá của nó sẽ là
100k nhé, 100k cho con chổi tam giác như này. Này, sao có thể thiếu một cây chổi lau nhà xịn sò mà xịn như cây chổi tam giác lau đa năng 360 độ như mới này, vừa lau vết vật khô và ướt, vừa linh hoạt xoay 360 độ lau sạch mọi ngóc ngách, đã thế còn phát khô tự động. Này lau không nhanh, nhà không cần sao được. Với thiết kế đầu lau tam giác tinh tế cùng khớp xoay bốn hướng dễ dàng lau chạm tới các góc sâu nhất mà không cần di chuyển đồ đạc, cầm lau rất là vừa ý, thích cực kỳ. Chất liệu vải lau nhà các sợi siêu mịn và siêu tầm hút, lau các vết bẩn không để lại đầy nước, không gây sức men gạch, sàn cố vân vân. Đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín mít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thanh chổi lau tam giác này có. Phát siêu kiệt nước, bảo hành một đổi một, nếu có lỗi từ nhà sản xuất, anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng hoặc nhắn tin cho siêu thị nhé. Đấy, rất là tiện ích các bác nhá, giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái viên thả bồn cầu lợn các bác nhá. Đấy, viên thả bồn cầu hình con lợn như này. Thì về nhà các bác chỉ việc là mở cái nắp này ra, sau đó thì mình thả vào cái lọ bồn cầu, cái bồn cầu của rửa bát nhà mình, của bệt nhà mình là xong nhá, bệt vệ sinh thôi. Giá sẽ là 15.000 cho một cái lọ như này. 15.000 nhá. Con này thì nó sẽ là chức năng của nó thì thứ nhất là thơm này. Đấy, thứ nhất là thơm. Thứ hai là sạch và thứ ba là tẩy trắng nhá. Đấy, thơm này. Đấy, thơm này. À, sạch này, đấy, tẩy sạch tẩy trắng đấy, và thứ ba là diệt khuẩn nhá, đấy, thơm tẩy sạch tẩy trắng diệt khuẩn. Giá thì chỉ có 15k thôi, 15k cho một lọ như này. Lên mã giúp cho em đó là thả bồn cầu lợn nhá, thả bồn cầu lợn, giá sẽ là 15.000 cho một lọ như này. Về nhà các bác chỉ cần mở cái nắp này ra và bỏ vào cho em là xong. Con này thì các bác có thể dùng được từ 2 đến 4 tháng nhá, từ 2 đến 4 tháng tùy theo cái lưu lượng xả nước của nhà mình. Đấy, sạch thơm diệt khuẩn rất hữu ích cho các bác luôn, và giá thì chỉ có 15k cho một lọ thả bồn cầu như này thôi nhá. 15.000 cho một lọ thả bồn cầu như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái đầu chuyển cưa nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác bom hàng nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đây thì nó sẽ là bao gồm là một cái đầu như này, một cái đầu như này và một tay công, và có cho các bác là ba cái lưỡi, các bác lắp cái đầu lưỡi vào đây xem. Đấy, thì khi mà các bác dùng là nó sẽ xoay như này, thì nó sẽ giúp cho các bác là đẩy cái lưỡi cưa lên xuống để mình giúp mình cưa sắt, cưa thép, cưa gỗ đều được hết. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa. Giá thì chỉ có 80.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này thôi. Đấy. Các bác có thể lắp vào máy khoan pin, máy khoan tay nhá, để các bác cắt như này rất là tiện này. Đấy. Con này thì nó thiên về cắt gỗ nhiều hơn. Đấy, các bác có thể cắt gỗ này, hoặc là cắt sắt hoặc cắt ống nước đều được, nhưng mà con này thì thiên về cắt gỗ nhiều hơn. Nhà các bác có máy khoan, máy cưa các bác đưa vào cho em. Đấy, sử dụng rất là đơn giản, gọn nhẹ và rất là tiện ích này. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa nhá. Giá thì chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa này, giá sẽ là 80.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái bóng đèn các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá, đèn 4 cánh mini. Con này thì nó sẽ là dòng mini thôi, và cái công suất của nó thì con này thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá. Con này thì nó rất là nhỏ thôi. Đấy, và nó sử dụng là mở ra như này. Và nó bằng dạng là LED nhá. LED các bác. Đấy, nó là dạng LED. Thì đây, em sẽ bật thử cho các bác xem. Con này thì giá cũng khá là hợp lý thôi. Giá chỉ có vài chục nghìn thôi. Công suất của nó sẽ là 28W đấy nhá. 28W, khá là sáng luôn đấy các bác. Đấy, các bác thấy không? Đây, rất sáng luôn. 28W nhưng mà rất là nhỏ gọn. Rất là nhỏ gọn các bác này. Bật lên thì cũng là sáng chói chang luôn. Các bác thấy không? Chưa? Đó, rất sáng nhá. Đây. Đấy, các bác thấy không? Rất sáng này. Đấy, và nó sẽ có 4 cánh như này. Công suất của nó là 28W, rất là chắc chắn các bạn, rất chắc chắn luôn. Và con này thì nó là dòng siêu sáng đấy. Nhỏ nhưng mà lại có võ, 28W các bác nhá. Đấy, 1 2 3 4 cánh và một cái bên trong như này. Sáng trắng là luôn đấy các bạn. Đấy, các bác dùng thì nó rất là tiện. Mình dùng để sử dụng các cái công việc, ví dụ như là các bác có thể dùng để mình để bàn đọc sách này, hoặc là dùng để ăn cơm, ăn nước, hoặc nói chung là các khu vực nào các bác cần cái độ sáng tương đối. Đấy, không sáng quá và cũng không quá yếu thì dùng con này cho em. Công suất của nó sẽ là đây, đấy, em để lại tí nữa cho các bác xem nhá. Đó, khá là sáng đấy các bạn. Đấy, nó mini thôi. Cái đường cánh của nó khi mà mở ra thì nó vào khoảng là 20cm nhá. Đấy, khi mà mở ra thì nó vào 20cm như này. Đó, rất là sáng luôn. Hàng thì dày dẫn chắc chắn nhá. Công suất mặc định của nó là 28W. 28W các bác nhá. Đó, 28W sử dụng điện 220V. Đây, rất nhỏ gọn như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn 4 cánh mini nhá. Đấy, đèn 4 cánh mini. Đấy, lên cho em là bóng 4 cánh nhá, bóng 4 cánh. Bóng 4 cánh mini này, 4 cánh mini nó rất là nhỏ nhá. Rất là nhỏ, khi mở ra thì nó vào khoảng là
20 cm thôi. Còn khi để nhỏ nó trong lòng bàn tay như này thôi. Bốn cánh mini nhá. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái con bóng bốn cánh mini như này. Đấy. Đèn bốn cánh mini như này các bác nhá. Rất là nhỏ này. Khi mở ra thì nó vào khoảng là 20 cm nhá. Con này thì rất tiện ích luôn và khá là sáng nhá. Đấy. Lên cho em là bóng đèn bốn cánh mini. Bốn cánh mini giá sẽ là 40.000. 40.000 một chiếc như này. Rất nhỏ gọn thôi. Các bác dùng nó rất là tiện. Thay cho những cái quả bóng bình thường ở nhà mình thôi, chứ không có cái gì là cầu kỳ cả. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k nhá. 40k một chiếc, lên cho em là bóng đèn bốn cánh mini. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia vòi tưới cây tăng áp nhá, vòi đồng tưới cây tăng áp. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi như này. Đấy, có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước và có cho các bác là ba cái cút nối như này. Vòi tưới cây tăng áp, giá sẽ là lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá, vòi đồng tăng áp. Giá sẽ là 50.000, 50k cho một con vòi đồng tăng áp như này, một đầu vòi ba cút nối như này, rất tiện ích luôn. Để các bác có thể mình sử dụng nó rất là tiện ích. Đấy, các bác có thể điều chỉnh nha, để mình rửa này, xịt rửa này, tưới cây này, rửa xe này, rất là tiện luôn nhá. Đó. Tưới cây, rửa xe đều rất là tiện và có đầu vòi như này, các bác có thể điều chỉnh này. Đóng ngắt trực tiếp được luôn, chỉ cần lắp vào là xong. Đó, bình thường thì như cái này của họ bán là nó không có đầu cút nối nhá. Đấy, còn bên em bán là có cút nối cho các bác luôn. Có thể điều chỉnh giúp tăng giảm áp lực nước rất là tốt. Lên cho em là đầu vòi vòi đồng tăng áp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhé, 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bạt phủ xe nhé. Đây nó sẽ làm cái bạt như này. Đấy, chiều dài của nó là 1m và chiều dài là 2m, chiều rộng cũng là 2m và các bác có thể chùm lên cho một cái xe máy rất là tiện luôn. Phủ xe máy, xe đạp đều ok hết nhá. Lên cho em là bạt phủ xe này. Bạt phủ xe, giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000, chất liệu của nó là vải bạt nhá. Vải bạt cho nên là dùng rất là bền. Các bác này, đấy, khi các bác dở ra chùm lên cho em. Đó, nó sẽ chùm kín được cho các bác luôn, nó rất là tiện ích nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, khi nó chùm lên nó sẽ chùm hết lên như này các bác này. Rất tiện ích luôn đây. Đấy, đây nhá. Một con xe như này. Các bác dở ra cho em là mình chùm lên này. Rất đẹp, rất tiện ích luôn. Mưa gió rồi nói chung là nắng này, mưa nắng đều phủ được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Xe tay ga, xe to, xe nhỏ đều vừa hết nhá. Đấy, trời mưa trời nắng các bác chỉ cần phủ lên cho em như này thôi. Khi mình ngồi thì nó sẽ không bị nóng này. Và khi mình sử dụng thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, che mưa che nắng cực tốt luôn. Lên cho em là bạt phủ xe, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một phao này, một phao như này. Đấy, một phao kèm cho các bác là một cái đầu vòi để điều chỉnh đầu nước ra này và có cho các bác là một cuộn băng keo luôn. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái bộ phao nước như này. Đấy. 60.000 cho bộ phao nước như này, nó sẽ là dòng phao cơ. Đấy, ngắt tự động khi mà nước tràn lên ngập phao 1 cm thì nó sẽ ngắt nhá. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60k nhá. Đang bán 70.000, giá đợt này về cho bác 60.000 cho cái phao nước như này. Rất tiện ích luôn. Đây các bác này. Đó. Các bác chỉ cần là thả vào như này thôi. Nước nó lên là nó sẽ tự ngập lên một phân là nó sẽ tự ngắt nhá. Đấy, coi theo. Ngắt luôn. Bỏ ra nó chảy này. Rất là tiện ích luôn. Không phải dùng những cái phao truyền thống, nó rất là bất tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 những cái phao nước như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, nó sẽ là bằng dòng cao su như này. Đấy, dòng cao su dệt than tổ ong hai lớp như này. Khi các bác ngồi thì cực kỳ là êm và thoáng khí này. Đấy, êm thoáng khí. Bác nào mà hay ngồi văn phòng này, hay là bị bệnh trĩ này, hoặc là hay ngồi làm việc lâu, đấy, gây nhức mỏi, thì các bác dùng cái này cho em. Rất là tiện ích luôn. Giá chỉ có 80.000 cho một con đệm ghế như này thôi. Dùng để mình ngồi thì nó rất là êm ái. Và bên ngoài của nó thì nó sẽ là một cái dạng vải dệt thoáng khí nhá. Vải dệt thoáng khí và bên lớp một mặt là để lớp cao su non như này, các bác ngồi cho nó khỏi bị trơn trượt này. Mặt trên thì dệt thoáng khí rất là êm luôn. Đấy, các bác ngồi nó có cái độ đàn hồi. Kể cả các bác để cả quả trứng lên đây ngồi nó cũng không bị vỡ đâu. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế, giá sẽ là 80.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy, đệm ghế, giá sẽ là 80k. Đó. Đệm ghế này, giá sẽ là 80k cho một cái đệm ghế như này nhá, 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe hoặc là cân người đều được. Đấy. Thì ở đây nó sẽ kèm cho các bác
kèm cho các bác một viên pin luôn. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ là hàng cân của Nhật như này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con này thì cân được tối đa lên tới 180 cân nhá, 180 cân. Đó. Và nó sẽ kèm cho các bác một đôi pin như này, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Lắp pin vào là mình cân thôi, nó rất là tiện này. Các bác lắp pin vào cho em. Đây thì họ đã có sẵn pin cho anh em các bác rồi. Đấy, lắp pin vào cho em là mình sử dụng này. Đó, đây. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cân nặng và cập nhật luôn cả nhiệt độ luôn nhá. Cập nhật nhiệt độ luôn. Em thử cân xem tình hình sức khỏe và cân nặng của chủ shop tính như nào các bác nhá. Đó, đây. Cân nặng của em bây giờ đang là 65,9 kg nhá. Đấy, tức là vào 66 cân. 66 cân thì như vậy là cân của em đang có dấu hiệu giảm cân nhá. Đấy, đang có dấu hiệu giảm nhẹ. Đó, trước em đang là 67, 68, 68, 69. Đấy, và bây giờ còn là đi này. Đấy, để em cân lại cho các bác xem. Đó. Đây, 65,9 tức là bây giờ em là còn có 66 cân thôi. Đấy, 66 cân. Bình thường là 68 cân, giảm được 2 kg các bác nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là cân người nhá, cân người. Lên cho em là cân người hoặc là cân sức khỏe cũng được. Lên cho em là cân người đi. Con này chuyên để cân người mà. Cân người. Giá thì đợt này về cho bác giá tốt luôn. Các bác lên cho em là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái cân sức khỏe như này. Rồi, ok. Hello. Vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác. Chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và thân người các bác nhá. Đó. Em Phạm Huấn lại quay trở lại. Lợi hại hơn xưa, giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhé. Đó, sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ cưa kéo nhá, bộ cưa kéo. Cứ bỏ lên kia cho anh. Anh kiểm tra xong ấy. Bộ cưa kéo như này thì bên em bán theo combo nhé. Combo là 4 món như này sẽ là 160.000 các bác này. Đấy, combo 4 món 160.000 cho các bác luôn. 160.000 cho 4 món như này. Đấy, và em sẽ giới thiệu chi tiết từng món một. Và cũng có bán lẻ luôn nhá. Đấy, thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em cái con này, nó sẽ là kéo cành cam này. Kéo cành cam. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng này đều hàng của Nhật hết nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng made in Japan con này, made in Japan. Chuyên để con này chuyên để các bác cắt cây, cắt cành, tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm cực kỳ là ngon luôn, cắt rất là ngọt nhá. Kéo sắc, cắt nằm kéo rất là ngon luôn nhá. Đó, đây các bác này. Con này thì các bác lên cho em là kéo cành cam, hàng thép SK5 made in Japan con này, made in Japan. Thép SK5 không gỉ nhá. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho một con kéo cành cam như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k. Đó. Lên cho em là kéo cành cam nhá. Kéo cành cam này, giá sẽ là 70k cho một chiếc kéo cành cam như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái kéo tỉa này. Đấy, cũng hàng made in Japan luôn, hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan. Đấy, thì con này các bác mua lẻ thì giá của nó sẽ là 50.000. 50.000. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, nó sẽ là màu inox sáng bóng đẹp như này. Mua lẻ thì con kéo tỉa inox này sẽ là 50.000 nhá. Hàng made in Japan con này. Đấy, chữ made in Japan khắc chìm luôn các bác nhá. Đó. Giá con này sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Con này thì các bác dùng để tỉa răm này. Đấy, tỉa răm rất là ngon luôn các bác nhá. Đó, tỉa răm. Đây con này. Đấy, tỉa răm rất là ngon luôn. Đấy. Cắt tỉa răm thì con này rất tuyệt vời luôn. Con này thì giá nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox, hàng made in Japan con này. Đấy. Lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50k này, 50k. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con cưa lách này. Đấy, hàng made in Japan nhá, made in Japan. Đây. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con cưa lách như này, giá của nó sẽ là con cưa lách này là bao nhiêu nhỉ? 40.000 nhá. 40.000 cho một con cưa lách như này. Đấy, các bác lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách. Giá sẽ là 40k. Hàng của nó cực kỳ chất thép, của nó hơi bị ngon luôn các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn, không sợ bị gãy gập nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con cưa lách như này. Lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách, giá sẽ là 40k. Đó, các bác lên mã giúp cho em đó là cưa lách này. Cưa lách này.
giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho con cưa lách như này. Đấy. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con cưa gấp này. Đấy, con cưa gấp. Hàng cũng của Nhật nhá, Japan này. Đó, made in Japan như này. Con này thì nó sẽ về theo lô, có lô thì dài là 25 cm, có lô là 30 cm nhá. Đấy thì hàng về lô nào em gửi lô đấy thôi. Giá con này thì sẽ là con cưa gấp này là bao nhiêu? 50.000 nhá. 50.000 cho một con cưa gấp như này. Đây. Đấy các bác theo. Đấy, rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Uốn cong thoải mái luôn các bác theo. Chất thép của nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Uốn cong thoải mái các bác này. Đấy. Vặn ngược vặn xuôi thoải mái nhá. Đấy, không dùng nữa các bác, gấp gọn vào cho em. Cực kỳ chất lượng luôn, tanh tách luôn các bác nhá, rất là ngon. Cưa mở hình hạt bồng như này, khi các bác sử dụng thì nó rất là tuyệt vời nhá. Đấy, cưa mở hình hạt bồng như này. Đó, khi các bác dùng thì nó rất là tuyệt vời, rất là dễ cưa. Đấy, hình hạt bồng như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Con này thì các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá, cưa gấp này. Lên cho em là cưa gấp. Cưa gấp giá của nó sẽ là 50k cho một con cưa gấp như này nhá. 50 cành cho một con cưa gấp như này. Đó, thì combo cho các bác bao gồm là 4 món như này nhá. Đấy, nếu các bác mua 4 món như này thì giá của nó sẽ là 160.000, 160.000 cho 4 món như này. Đấy, giá sẽ là 160.000. Các bác lên cho em là bộ cưa kéo nhá, bộ cưa kéo. Bộ cưa kéo. Bộ 4 món cưa kéo này, 4 món cưa kéo, 2 cưa và 2 kéo. Giá sẽ là 160 cành nhá. 160.000 cho bộ 4 món cưa kéo. Rồi ok. Đây rồi các bác ơi, hôm nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục lên video để gửi tới các bác các cái mã hàng bên em. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc cái phương mã hàng đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô băng keo điện nhá. Hàng lô này về thì siêu đẹp cho các bác luôn, màu mè đủ các màu cho các bác luôn nhá. Đó, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Một cuộn này thì bên shop sẽ bán cho các bác với giá là 10.000 một cuộn, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Băng dính của Nhật này thì nó sẽ có các cái chức năng, thứ nhất là siêu dai này, siêu dính này. Đấy. Siêu dai, siêu dính cho các bác luôn. Đó, siêu dai, siêu dính và rất là mỏng nhá, rất là mỏng, thì khi mà các bác dùng nó mỏng ấy, đây rất là dai các bác này. Dai chưa các bác thấy không? Đây. Rất dai luôn các bác này, kéo đã tay luôn nhá, rất dai này, rất dính và rất mỏng này. Và lõi thì gần như là bằng không luôn, gần như không có lõi luôn. Các bác nhá. Đấy đây, gần như không có lõi luôn này. Đấy thì khi các bác dùng nó rất là đã. Bên shop bán thì sẽ là 10.000 cho một cuộn như này. Đấy. 10.000 cho một cuộn như này. Còn cuộn nhỏ này thì sẽ là 5.000 nhá. Đấy 5.000. Cuộn to thì sẽ là 10.000, cuộn nhỏ là 5.000. Còn bán cân thì sẽ là 80.000 một kg. Lên cho em là băng keo điện nhá. Băng keo điện này. Băng keo điện giá sẽ là 10k trên một cuộn này, hoặc là 5k trên một cuộn nhá. Và 1 kg, 1 kg thì sẽ là 80k nhá. 80.000 trên 1 kg. Và nửa cân 1,2 kg thì giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k. Đó thì các bác muốn lấy nào là lấy cuộn 5.000 có, cuộn 10.000 có. Lấy một cân là 80.000. Một cân thì sẽ là cuộn to cuộn nhỏ thì từ 7 đến 10 cuộn và có bán lẻ nhá, bán lẻ 10.000 một cuộn nhá và 5.000 một cuộn. Đây, cuộn này sẽ là 5.000 này. Đây 5.000 một cuộn này các bác nhá. Hàng nội địa của Nhật đây, của thương hiệu Yamato này và rất là nhiều thương hiệu khác này. Đấy, made in Japan các bác này. Đây. Made in Japan luôn các bác nhá. Đó, made in Japan luôn. Đây. Các bác yên tâm sử dụng hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, made in Japan nhá. Đó. Thì cuộn này sẽ là 10.000, cuộn này 5.000, gần như không có lõi luôn. Rất chất lượng các bác nhá. Và cái giá cực kỳ tốt luôn. Chỉ có cho các bác là đi 5.000 và 10.000 một cuộn, rất rẻ luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã sản phẩm rất là hay ho, đó là cái bông lúa thần tài nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bông lúa vàng. Đấy, bông lúa vàng. Thì ở đây nó sẽ là một cái bó, bên em bán theo bó như này. Một bó của nó sẽ là 10 cành, 10 cành các bác nhá. Một bó là 10 cành. Và về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em là xong. Đây em đang cắm điện đây. Đấy, đây nó sẽ là một bó của nó các bác này. Đấy, một bó của nó đây. Đây em đang cắm điện trực tiếp như này các bác này. Con này dùng thì rất là ngon và tiện ích luôn các bác nhá. Đây, một bó là 10 cành như này. Rất là đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9, 10. 10 cành thì các bác có thể cắm giải ra, cắm giải ra hoặc là cắm trực tiếp vào thành một bó như này, rất là đẹp này. Đấy. Thì các bác có thể cắm ở ban thần tài này, ban thờ hoặc là trang trí ở đâu cũng được, rất là đẹp luôn. Đấy, màu của nó là màu vàng như này và hình bông lúa rất là đẹp luôn nhá. Thì lên mã giúp cho em đó là bông lúa vàng nhá, bông lúa vàng. Giá thì sẽ là 140.000 một cành như này, một cành như này, một bó này bao gồm là 10 cành. Lên mã giúp cho em đó là bông lúa vàng nhá, bông lúa vàng. Giá của nó sẽ là 140k nhá. 140.000 cho một bó. Đấy, lên cho em là bông lúa vàng.
140.000 cho một bó bông lúa vàng như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Một bó này sẽ bao gồm là 10 cành, mà tính ra như vậy là 140.000 là tính ra vào có 14.000 cho một cành như này thôi. Con này các bác dùng thì cực kỳ là đẹp luôn. Ngày Tết các bác, hoặc là dỗ chạp, hoặc là ngày rằm mùng 1 các bác để trên ban thờ mình thắp hương rồi mình bật lên rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Và đây thì nó cắm trực tiếp điện 220 như này. Đấy, có đầu dây như này nhá. Và có một cái cục tụ như này rồi. Về nhà các bác chỉ việc là cắm trực tiếp điện 220 cho em là xong. Rất tiện ích luôn. Đẹp. Đấy, sắc nét và khá là ngon lành cho bác nhá. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 cho một cái bó lúa vàng như này thôi. Lên cho em là bông lúa vàng hoặc bó lúa vàng, giá sẽ là 140.000. Giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop cái bó lúa này thì cái chiều dài tổng thể của nó thì 1 này, 2 này, 3 này. Nó vào khoảng là 70 cm nhá, vào khoảng 70 cm các bác. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái vật muỗi các bác nhá. Vật muỗi ở đây nó sẽ là một cái dòng là vật muỗi thông minh, vật muỗi thông minh. Con này thì nó có chức năng là bắt muỗi tự động, thì các bác bật cho em cái công tắc hồng ngoại này lên. Đó, và cái đèn hồng ngoại này lên và nó sẽ, cái ánh đèn màu hồng này sẽ thu hút muỗi các bác này. Đấy, nó chập điện rất là mạnh luôn các bác thấy không? Đấy, chập điện rất là mạnh luôn, thì con này nó đánh muỗi cực kỳ là tốt luôn nhá. Đó, và có chức năng là bắt muỗi nhá. Đấy, thông thường thì bắt muỗi như này. Bắt muỗi thì các bác chỉ cần bật này này. Đấy, các bác thấy không? Con này điện nó khá là mạnh cho nên nó đánh, nghe các bác nghe cái tiếng tách tách của nó rất là đã luôn, tức là điện của nó rất là mạnh đấy. Và muỗi vào một cái là chết rúm vào luôn, kể cả người mà các bác đưa vào giật tê người đi luôn các bác nhá. Và có cái đế như này. Ban đêm thì khi mà các bác muốn bật chế độ bắt muỗi tự động thì bật cái này lên. Sau đó thì cắm cái sạc này vào cho em, cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá, cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy, và các bác để nhá. Còn cái này nó chỉ sử dụng được cái chức năng là bắt muỗi thôi, còn các bác muốn bắt muỗi tự động thì các bác phải cắm sạc vào. Còn nếu các bác để không như này thì nó chỉ được khoảng một tiếng thôi là nó sẽ hết pin nhá, nó sẽ hết pin. Đấy, tại vì mình để cái đèn hồng ngoại này rất là tốn pin. Và đây thì con này rất chắc chắn luôn, bên trên này đai 4 ốc liền nhá. Đấy, nó sử dụng pin 18650, các bác về xoáy ốc ra có thể thay pin bình thường. Đó, và con này thì giá sẽ là 100 bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là vợt muỗi đứng nhá. Đấy, vợt muỗi đứng này. Vợt muỗi đứng. Đấy, nó có thể để đứng được cho nên em gọi là vợt muỗi đứng, 130k nhá. 130.000 cho con vợt muỗi đứng như này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bình thường nếu các bác mua cái vợt muỗi thường của Việt Nam mình cũng đã phải 90 đến 100.000 rồi. Mà đây một con vợt xịn sò như này, cực kỳ chắc chắn luôn, cầm đầm tay. Giá chỉ có 130 cành thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy. Sản phẩm đầy đủ cho các bác luôn. Lên theo là vợt muỗi đứng, giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bình nhiệt hàng của quân đội Mỹ nhá. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một bình nhiệt như này. Dung tích của nó sẽ là 1,5 lít nhá, 1,5 lít. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá. Dung tích 1,5 lít. Đó, dung tích 1,5 lít. Bình nhiệt quân đội Mỹ 1 lít rưỡi nhá, mà giá là 170.000. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bình như này, inox 304 nhá. Đây, su 304 này các bác này. Đấy, su 304. Cực kỳ dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Đế thì có lót cao su chống trơn trượt nhá. Đấy, và có lưới lọc này, có lưới lọc này. Đấy, có nắp giữ nhiệt này, một nắp giữ nhiệt này. Và một nắp làm cốc luôn, một nắp làm cốc như này nhá. Đấy, xoáy vào cho em này. Rất là ngon lành luôn. Nắp này thì rất là dày. Nắp này siêu dày luôn. Các bác có thể vừa làm cốc uống nước này, vừa làm nắp luôn, rất là tiện ích. Thì bên shop về nó sẽ có 3 màu. Màu đỏ này, màu inox này và màu xanh đậm nhá. Màu xanh đậm. Đó, màu xanh đậm như này. Các bác nghe cái tiếng kêu là các bác đã biết rồi. Bên trong của nó inox 304, bên ngoài sơn tĩnh điện. Sơn tĩnh điện giữ nhiệt nhá, sơn tĩnh điện giữ nhiệt, giữ nóng giữ lạnh cho em luôn. Đây, mặc định của nhà sản xuất này, giữ lạnh 36 giờ này. Đấy, giữ nóng 24 giờ cho các bác luôn, rất khủng khiếp luôn nhá. Hàng này thì nó chuyên sản xuất cho quân đội của Mỹ nhá. Đấy, dung tích là 1,5 lít. Lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ này, bình quân đội Mỹ. Bình nhiệt quân đội Mỹ, giá thì sẽ là quân đội Mỹ này. Giá của nó sẽ là 170k cho các màu, 3 màu này, màu đỏ, màu inox và màu xanh đậm là 170.000. Còn màu xanh quân đội nhá. Bên em có cả màu xanh quân đội luôn. Màu xanh quân đội thì giá sẽ là 190k nhá, 190.000 cho cái màu xanh quân đội. Đó thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đây, màu xanh quân đội thì nó sẽ là một cái màu xanh rất là đẹp như này. Và con màu xanh quân đội này thì không có nhiều hàng đâu. Đấy, hàng nó về theo lô thì con màu quân đội này thì nó sẽ đắt hơn một chút. Và nó theo lô, một lô của nó cũng chỉ có tầm khoảng là chục cái thôi. Đấy, chục cái thôi. Đấy.
Đấy, và giá thì sẽ là 190.000 cho con màu xanh quân đội như này các bác nhé. 190.000 đó. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng nguyên đai nguyên kiện được sản xuất và phân phối bởi Thái Lan nhá, bởi Thái Lan. Đó. Đây nó sẽ là một cái dòng kẹo mà thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Hàng nguyên tem mác nội địa của Thái Lan nhá, toàn bộ chữ Thái hết này, mã tem mã code đàng hoàng. Đấy, các bác mua nước uống bò húc của Thái Lan ấy là phải đúng cái mã 885 như này mới là hàng của Thái Lan nhá, còn lại là đều là hàng nhái hết này. Mã code của nó phải là 885 như này. Đấy, mua bò húc dọi đúng cho em cái mã code 885 này nhá. Đó, Thái Lan. Đây, nó sẽ là một cái viên kẹo màu hồng như này. Dòng này của nó thì khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ là một cái dòng đặc biệt. Khi mà sử dụng ấy thì nó sẽ là cái tính năng giữ chuột của nó rất là tốt luôn. Khi mà chuột nó ăn một con ăn là nó sẽ kéo theo cả đàn đến ăn luôn và chết cả đàn luôn. Chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột mẹ, chuột con, chuột nhà, chuột đồng nhá. Các loại chuột đều chết hết luôn. Đó. Giá thì sẽ là 30k cho một hộp kẹo chuột như này. Lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá. Đấy, kẹo chuột. Giá sẽ là 30.000 cho một hộp như này các bác nhá. 30.000 cho một hộp kẹo chuột này thôi. Thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Số 1 của Thái Lan luôn. Dòng này nó sẽ là một cái dòng đạt thương hiệu của Thái Lan luôn nhá. Đấy, bán toàn cầu luôn này. Và giá sẽ là 30.000 trong hộp này thôi, rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai xịt sơn, cái này gọi là xịt chống thấm nhá. Đấy, xịt chống thấm. Trước khi xịt thì các bác lưu ý lắc đều lên cho em, lắc đều lên cho em. Đó. Con này dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng xịt nano nhá, củ nano. Đấy, trước khi xịt lắc đều lên cho em, khi xịt vào các bác này. Đấy, đây, xịt vào này thì cái sơn nó sẽ lấp đều vào cái các cái vị trí mà nó bị thấm rột nhá. Đấy, đây, cái sơn nó ra như này các bạn này. Đấy, con lắc đều lên cho em. Đó. Và nó sẽ đều lên các cái vị trí bị thấm rột nhá, là nó sẽ phủ kín luôn. Đó, phủ kín luôn các bạn nhá. Và rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 50k cho một chai xịt chống thấm như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xịt chống thấm, giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50k. Đây các bạn này, khi xịt vào thì nó sẽ thấm đều vào các cái vần vết nứt như này các bạn này. Đấy, đây là em đang xịt đây và có các cái vết nứt đây. Nó sẽ thấm đều vào như này và nó sẽ khô đi. Nó sẽ khô dần đi nhá, khô dần đi và nó sẽ phủ che hết cho các bác những cái vết nứt này. Thì các cái vị trí mà bị nứt, bị thấm rột là nó sẽ che hết cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 50k nhá, lên cho em là sơn đình xịt chống thấm nhá. Lên cho em là xịt chống thấm, giá sẽ là 50.000. Xịt chống thấm này, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này. Đó, phủ hết luôn. Các bác xem nhá, thực tế luôn chứ không phải là hoa văn cầu kỳ gì nhá, em xịt trực tiếp lên sản phẩm này. Đấy, và lưu ý các bác là khi xịt nhá, khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em để tránh cái việc là nó bị tắc nhá. Đấy. Trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em, lắc đều lên cho em như này nhá. Ngoài ra thì khi xịt nhá mà nó không ra thì các bác đảo đi như này cho em này, đảo này cho em để cho nó cái miệng này nó đẩy ra, tại vì là cái bên trên này nó hay bị khô và nó tắc. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sơn xịt inox nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng sơn như này. Đấy, sơn như này. Và khi mà các bác xịt lên thì nó sẽ phủ lên các cái bề mặt như này các bạn này. Đây. Đấy, phủ lên các bề mặt như này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, nó là chất liệu của nó là bằng sơn inox nhá. Đấy, sơn inox thì nó sẽ phủ bóng các bề mặt này các bạn. Đấy, phủ bóng các bề mặt như này thì nó sẽ giúp cho các cái bề mặt của nó khỏi bị rỉ sét nhá, bị rỉ sét. Đấy, phủ trên bề mặt như này khỏi bị rỉ sét rất là tốt luôn, chống rỉ sét, chống ăn mòn. Đấy, chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt luôn. Thì lên mã giúp em đó là sơn inox nhá. Đấy, sơn inox, một cái lọ sơn inox này giá sẽ là 80.000 nhá. Lên cho em là sơn inox này. Đó. Sơn inox giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái lọ sơn inox như này các bạn này. Đấy, 80.000 cho một cái lọ sơn inox như này. Giá cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Vâng, lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Chúc các bác một ngày thật là nhiều niềm vui. Em lại lên video để tiếp tục trân trọng gửi tới các bác các cái mã hàng bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật ngập tràn các cái mã hàng để lên video gửi tới các bác nhé. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái hộp 5 mũi khoan tháp nhé. Đấy, 5 mũi khoan tháp. Không, cái biển chữ tách chữ thôi. Hộp 5 mũi khoan tháp như này. Đấy. Hàng thì của thương hiệu Unica Japan nhá. Unica Japan. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp và kèm một cây lấy dấu như này nhá.
Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Combo cho các bác 1, 2, 3, 4, 5 5 mũi khoan tháp, thép gió phủ titan và một cây lấy dấu như này. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Unica Japan này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây em dập cho các bác xem này. Đấy, các bác chỉ cần ấn này là có dấu luôn. Dấu rất to rõ ràng luôn nhá. Đấy các bác chỉ cần nhấp này là có dấu luôn này. Đấy các bác thấy không? Đây. Thì combo cho các bác. Đấy, thì combo cho các bác sẽ là bao gồm là 5 mũi khoan tháp, thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn chắc chắn này. 1 2 3 4 5. 5 mũi khoan tháp như này kèm một cây lấy dấu nhá. Đấy. Và giá chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đấy, các bác lên cho em là khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Khoan tháp kèm lấy dấu. Đấy, lên cho em là khoan tháp này. Đó, khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Kèm lấy dấu. Giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000. Đấy. Chất liệu của nó sẽ là dòng thép gió phủ titan, cực kỳ ngon luôn. Giá sẽ là 180.000 đúng nhá. 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái nhang trầm nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là nhang trầm. Thì một hộp này của nó sẽ là 100 vòng luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng lâu dài luôn các bác nhá. Đấy, một của nó sẽ có 50 vỉ và mỗi vỉ này của nó sẽ là 2 vòng. Mỗi vỉ này của nó sẽ là 2 vòng. Chất liệu của nó thì nó sẽ là được làm từ gỗ trầm tự nhiên nhá. Gỗ trầm tự nhiên. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, hương thơm rất là dịu nhẹ dễ chịu cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, về nhà thì các bác tháo ra như này cho em này. Đấy, tháo ra như này. Nó sẽ có cho các bác là một tệp này là một vỉ này sẽ là 2 vòng nhá, 2 vòng. Tháo ra rất dễ dàng luôn. Mùi thì của nó thơm rất là dịu nhẹ và dễ chịu luôn. Và cái vòng trầm này thì cái thời gian đốt của nó được rất là lâu nhá, được rất là lâu luôn. Thời gian đốt liên tục nếu mà cái môi trường mà không có gió nhá. Không có gió thì các bác cứ đốt cho em thoải mái trong vòng là tầm khoảng là đi 2 đến 3 tiếng nhá, không có gió là khoảng 2 đến 3 tiếng luôn, thoải mái luôn. Lên cho em là nhang trầm đốt nhá. Đấy, nhang trầm này. Nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Giá sẽ là 40 cành. Tính ra là 100 vòng tính ra vào chỉ có 400 con cho một vòng như này thôi. 400 con cho một vòng như này nhá, 100 vòng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn dầu cô nhá. Đấy, đèn dầu. Thì con này thì các bác sử dụng để mình cho dầu và mình đốt trực tiếp luôn. Đó. Các bác lên cho em là đèn dầu đốt nhá, đèn dầu đốt. Giá sẽ là 130.000 cho một con đèn dầu đốt như này. Đấy. Hàng thì màu giả cổ rất là đẹp luôn. Đấy, màu giả cổ rất là đẹp nhá. Hàng của Nhật nhá. Về nhà các bác xoáy cái bấc này ra cho em, xoáy cái này ra cho em này, sau đó đổ dầu vào đây nhá. Đổ dầu vào đây. Đó là mình bắt đầu là mình châm và là mình đốt thôi. Ưu điểm của con này thì các bác dùng rất là tiện khi mà trời mưa gió bão bùng này, hoặc là gia đình có công có việc này, có lễ có Tết, có dỗ có chạp này, các bác để trên ban thờ cho em sang xịn mịn đẹp chất lượng. Đấy, cổ kính các bác theo đây. Và các bác chỉ cần nghiêng như thế này là mình châm vào cho em là xong. Đó, châm xong thì mình lại đẩy nó vào, rất tiện ích luôn. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là gần 30 cm, chiều rộng thì khoảng 13-14 cm. Đấy, và có quai đeo này, quai các bác có thể đeo lên như này, hoặc các bác có thể để trực tiếp trên mặt đất như này cũng rất là ok, để trên ban thờ. Và có bấc điều chỉnh cao bấc thấp nhá. Đấy, rất ngon lành cho bác luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Giá sẽ là 130.000 nhá. Đấy. Đèn dầu đốt này, đèn dầu. Giá sẽ là 130.000 cho một chiếc đèn dầu như này các bác nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái túi da chéo này, chất liệu 100% da bò tự nhiên. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, siêu mềm quá này, chất liệu da bò tự nhiên siêu mềm. Đó, các bác thấy không? Rất mềm luôn, mà bỏ ra nó lại da tự nhiên luôn, không bị cong vênh, không bị nhăn nhúm các bác nhá. Đấy, rất là đẹp. Và có hai màu, màu xanh và màu nâu nhá, màu xanh màu nâu. Đó, bên ngoài của nó sẽ có hai ngăn này, hai ngăn. Và bên trong nó sẽ có một ngăn to như này, một ngăn to nhá. Đấy, khi các bác bỏ đồ vào thì nó giãn ra rất rộng luôn, máy tính, iPad bỏ được hết nhá. Và đằng sau một ngăn nữa. Con này thì các bác lên cho em là túi chéo nhá. Giá sẽ là 140.000 cho một con túi chéo như này. Giá chỉ có 140.000 thôi. Chất liệu da bò tự nhiên mà có hai màu, màu xanh và màu nâu, màu xanh màu nâu như này. Có hai màu nhá, có hai màu cho các bác lựa chọn luôn, màu xanh và màu nâu. Chất liệu là da bò tự nhiên nhá. Về em bao cho các bác test đốt thoải mái luôn, test đốt thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là túi chéo nhá. Túi chéo này. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 140.000 cho một con túi chéo nhá, 140.000 cho một mã túi chéo này nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đó. Đèn năng lượng 3 cánh, giá sẽ là 180.000, ốc ác rồi điều khiển kiếc đầy đủ cho các bác luôn.
Và pin là pin giờ như này, pin là pin giờ như này các bác này. Đấy. Và đây thì sẽ có cho các bác là một con đèn như này. Đấy, về nhà thì các bác cắm cái chân pin vào đây chị em, cắm chân pin vào đây. Đấy, nó là dòng pin năng lượng mặt trời, thì về nhà các bác để cái chân pin này lên cái chỗ nào nhiều ánh sáng là ok, và nó sẽ có là ba cánh như này. Đấy, và có đảo chiều như này nhá, có đảo chiều, có xoay giếc như này rất là tiện. Đó, và các bác đẩy cái này lên là bật này. Đấy. Đây các bác này, đó, các bác thấy không? Đấy. Và cái con này của nó thì khi mà các bác sử dụng ấy là ban đêm nó mới sáng nhá. Ban đêm nó mới sáng. Còn khi mà các bác nhận hàng mà các bác muốn test sáng thì các bác phải rút cái này ra cho em. Đó, rút cái này ra nhá. Đấy, còn cắm vào mà ban ngày là nó sẽ không sáng đâu. Đấy, tại vì nó đang sạc là nó không sáng, còn che đi nó tối đi là nó sáng này. Đấy, các bác thấy không? Đây, em che đi nó tối đi cái là nó sáng ngay. Đây, tối đi cái là sáng ngay các bác này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là ba chế độ sáng nhá. Ba chế độ sáng đây. Đấy, ba chế độ sáng các bác này. Rất tiện ích luôn. Đấy, có ba chế độ này. Sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó. Khá là sáng luôn nhá. Thì con này các bác dùng để ngoài cổng, ngoài cửa này, hoặc là khi mà mình mất điện thì mình có thể sử dụng để ăn cơm, ăn nước, nói chung cũng rất là tiện ích luôn. Rất sáng các bạn. Đấy, rất sáng luôn. Giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng 3 cánh, giá sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Con này thì các bác dùng để mình ăn cơm, ăn nước này, mất điện rất là tiện. Đây, có ốc vít điều khiển việc đầy đủ luôn, hoặc các bác để ngoài cổng ngoài cửa cũng rất là ok nhá, khá là hợp lý rồi. Đấy, vừa tiết kiệm điện vừa là an toàn chống cháy nổ các thứ nhá. Đèn năng lượng 3 cánh này, đèn năng lượng 3 cánh giá sẽ là 180k. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một dòng sản phẩm, đó là cái con đèn mang sông nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy. Có cho các bác là kèm cho các bác một cái cáp sạc nhá. Đây, một cái cáp sạc như này các bác này. Đấy, kèm một cái cáp sạc như này. Thì con này nó cũng rất là tiện ích luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là cái chiếc áp để các bác bật lên như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là chế độ là sáng vừa này, đấy, tắt này, bật này và sáng mạnh này. Thì các bác cứ điều chỉnh cái chiếc áp này cho em, rất là tiện luôn. Màu thì nó sẽ là màu xanh quân đội như này. Và bên shop về thì nó sẽ là màu ngẫu nhiên nhá. Có lô thì màu xanh quân đội, có lô thì màu đỏ, có lô thì nói chung là lẫn màu, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đó. Và hàng nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan quá này. Đó, made in Japan. Chữ của nó khắc chìm trực tiếp trên thân như này luôn. Các bác yên tâm, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Rất chất lượng các bác này. Đấy. Chất liệu của nó thì bằng nhựa thôi, nhưng mà nó là dòng nhựa cao cấp. Bên trong thì nó sẽ sử dụng một cái viên pin 18650 như này nhá. Đấy. Hết pin thì về nhà các bác có thể thay pin vào cho em để mình sử dụng thôi. Đấy, sạc pin vào và nhà các bác hết pin thì mình thay pin cho em. Đấy, pin hỏng thì các bác có thể thay pin bên em bán 30.000 một quả pin. Đấy, bật chiếc áp lên như này mình sử dụng này. Sáng to, sáng nhỏ, sáng mạnh đều điều chỉnh được hết nhá. Ăn cơm, ăn nước, đề co, trang trí phòng ngủ, phòng tắm, nhà ăn, khách sạn đều được hết nhá. Đấy, nhà hàng, khách sạn, ngoài sân vườn, hoặc là mất điện thì mình có thể sử dụng ăn cơm, ăn nước, đề co, trang trí đều đẹp hết. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đèn mang sông như này. Giá sẽ là 100 đấu ông đèn mang sông con tư nó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100 lên cho em là đèn mang sông nhá. Đèn mang sông giá sẽ là 120 cành. Con này bên trước đang bán 130, đợt này về cho bác giá 120.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác thêm một cái mẫu đèn nữa. Đó là cái mẫu đèn các bác lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá. Con này thì nó rất là tiện luôn, 130.000 cho một con đèn wifi như này. Con này thì nó sẽ sử dụng hai quả pin 18650. Đó, rất sáng luôn các bác nhá. Và khi các bác điều chỉnh chiếc áp thì các bác có thể điều chỉnh ở đây. Đấy, điều chỉnh ở đây các bác này. À, điều chỉnh zoom phóng to nhỏ ở đây xem. Đó, rất là tiện luôn. Đó, phóng to nhỏ ở đây các bác nhá. Đó, điều chỉnh ở đây. Rất là tiện này. Đây, xoáy ở đây cho em và có thể ngoắt nghéo lên xuống được này. Ngoài ra thì khi các bác sử dụng ấy thì nó sẽ có cho các bác là chức năng là chế độ bật tự động này, đó này. Đấy. Hàng này thì hàng của Đức và xuất Nhật nhá, hàng của Đức xuất Nhật rất là đẹp luôn. Đó, rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa này và nhấp nháy này, đây. Hàng made in Germany nhá, made in Germany. Đó, made in Germany, hàng của Đức và xuất sang Nhật nhá, hàng của Đức và xuất sang Nhật. Rất chất lượng cho các bác luôn, đây. Made in Germany các bác này, chữ khắc chìm luôn. Đó, rất chất lượng. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Một con đèn wifi như này, giá chỉ có cho các bác là đi giá chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi, 130.000 cho con đèn wifi này. Rất chất lượng cho các bác luôn.
có kèm cáp sạc nha, và con này nó sẽ có cả chân sạc ra cho điện thoại luôn. Điện thoại hết pin các bác có thể dùng con này, rất ok luôn. Đó, 130.000 lên mã giúp cho em, đó là đèn Wi-Fi nhá, đèn Wi-Fi này. Đèn Wi-Fi giá sẽ là 130.000. Ok. Hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái nước hoa hàng của Gucci và Chanel nhá. Đó, Gucci và Chanel như này. Hai cái dòng nước hoa cực kỳ là ưa chuộng và bên shop thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó. Đây, bên shop có hai mẫu hàng Gucci và hàng Chanel. Dung tích đều là 100ml các bác nhá, 100ml các bác này. Đấy. Con này thì hàng nó sẽ là hàng của Chanel, hàng sản xuất tại đây, con này nó sẽ là made in France nhá, hàng sản xuất tại Pháp nhá, hàng sản xuất tại Pháp. Đó. Hàng khi em gửi đến cho các bác là nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này cho nên là em cũng không tiện dở ra. Đấy thì em chỉ quay cho các bác cái bên ngoài thôi. Nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cầm cho bố cái quyển sách. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa Chanel nhá, nước hoa Chanel. Nước hoa Chanel, giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho cái lọ nước hoa Chanel như này, giá sẽ là 130.000 nhá. Đấy. Và tiếp theo là lọ nước hoa Gucci, con này thì nó sẽ là dòng sản xuất ở Anh các bác này. Đây, made in UK các bác này. Đấy, UK. Đấy, tức là tại là Anh các bác nhá. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là có dòng ở Mỹ và dòng của Anh. Đấy thì Gucci và Chanel này thì nó đều là hàng sản xuất ở Mỹ và của Anh hết các bác nhá. Đó, đây New York các bác này. Đó. Thì con Gucci này cũng là 130.000 và con Chanel này cũng là 130.000 luôn. Đó. Thì các bác lên cho em là nước hoa Chanel này. Chanel giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Và nước hoa Gucci này, đó, Gucci giá cũng là 130.000 luôn, 130.000 cho một lọ nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái con máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips này, hàng thương hiệu Philips, hàng Philips nhá. Công suất của nó là 3000W và cái giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Độ nóng cực kỳ là nhanh, dây dài khoảng 1,5m nhá. Đây em cắm thử cho bác xem này. Nóng rất nhanh luôn các bác này. Đấy, nóng rất là nhanh luôn. Đấy, các bác bật phát là nóng luôn các bác. Đấy, chỉ cần khoảng là 10 giây là nó đã nóng bỏng rồi các bác nhá. Đấy. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai chế độ này. Đấy. Và có cả tia gọi là cực khuẩn này. Đấy, có cả tia diệt khuẩn luôn nhá. Đó. Tia cực tím này. Đấy, có cả tia cực tím diệt khuẩn luôn, rất là an toàn, nóng cực kỳ là nhanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là giá của nó sẽ là 130.000 thôi. Hàng của thương hiệu Philips. Con này thì bền đẹp chắc chắn, bảo hành cho các bác luôn. Bên em bán rất là nhiều rồi. Lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Đấy, sấy tóc Philips. Giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho một con máy sấy tóc Philips như này. Giá rất hợp lý luôn các bác nhá. Giá rất hợp lý cho anh em và các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác găng tay lao động thì nó sẽ có cho các bác là màu đen, màu xanh và màu ghi. Đấy, có 3 màu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy hoặc bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Hàng thì nó sẽ là thuộc cái dòng găng tay dệt 5D nhá, co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn. Và đặc biệt là rất là thoáng khí. Và có các cái hạt cao su như này thì các bác dùng nó rất là êm và chống trơn trượt rất là tốt luôn. Kể cả em cầm bút này, cầm bút ghi cũng rất là ok luôn nhá. Cái bút rất là trơn như này cầm rất là ok. Lên cho em là găng tay lao động nhá, găng tay lao động này. Bên shop sẽ bán theo combo 5 đôi thì sẽ là bằng 40.000. Đó. Và một bịch là 12 đôi thì sẽ là 70.000. 12 đôi 70.000 nhá, 12 đôi 70.000. Còn mua lẻ thì bên em bán từ 5 đôi trở lên nhá. 5 đôi thì sẽ là 40.000 các bạn. 5 đôi sẽ là 40.000. Còn 12 đôi, 12 đôi thì chỉ có 70.000 thôi. Cực kỳ là ôm tay luôn và rất là giãn quá này, rất là giãn nhá. Tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé, tay mẹ, tay con, tay ông, tay cháu vừa hết luôn các bác nhá. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là một vỉ như này, một túi như này bao gồm là 12 đôi thì chỉ có 70.000 thôi. 12 đôi. Mua về dùng cả năm luôn. Đấy. 12 đôi như này, mua về dùng cả năm luôn nhá, dùng vài năm luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dòng điện thoại Nokia. Dòng này của nó sẽ là Nokia 1 SIM, mang lên nhà luôn. Nokia 1 SIM như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Hàng của thương hiệu Nokia nhá, Nokia. Đấy. Thì các bác biết rồi,
Nokia nó là một cái dòng cực kỳ là thương hiệu rồi. Đó. Nokia thì nó là một cái dòng cực kỳ là thương hiệu rồi. Và hàng của nó thì dùng thì rất là chất lượng. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới anh em các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đấy, một con điện thoại của Nokia như này. Con này của nó thì nó sẽ là cái dòng điện thoại một sim. Đấy, Nokia một sim như này. Đấy, màu rất là đẹp luôn này. Có màu xanh, có màu đen. Một sim nhá. Một sim, một cục sạc và một quả pin như này. Đấy, hàng của thương hiệu Nokia. Nokia. Thế giá thì chỉ có 150.000 thôi. Bên em bán rất là nhiều rồi. Đó, bán rất là nhiều rồi và dùng rất là ngon luôn. Chỉ có 150.000 thôi. Em đố các bác giờ đi đâu ra cửa hàng điện thoại mà mua được cái điện thoại Nokia như này mà 150.000. Không có đâu các bác nhá. Đó. Giá này là giá rất là tốt cho bác luôn. Bây giờ các bác ra cửa hàng mua là tầm khoảng 200 đến 250 chứ không có 150.000 cho một con điện thoại Nokia này đâu. Đó. Giá rất là tốt rồi các bác nhá. Đấy, 150.000 cho một con điện thoại Nokia như này. Đó. Và con này nó sẽ là dòng một sim nhá. Đấy, thì lên mã giúp cho em đó là điện thoại một sim. Điện thoại một sim giá sẽ là 150.000 con điện thoại một sim như này, rất ok. Sản phẩm tiếp theo đó là con dao lọc này là bao nhiêu nhỉ? Bên shop về cho bác cái con dao lọc nhá. Con này thì nó sẽ là dao lọc như này các bác này. Hàng của thương hiệu Kai, Kai made in Japan nhá. Đó, hàng thương hiệu Kai made in Japan như này. Lên mã giúp cho em đó là dao lọc nhá. Dao lọc con này dùng để thái lọc rất là ok. Bao nhiêu nhỉ? Đây các bác này. Đấy. Dao thì rất là bén luôn. Dao rất là bén luôn các bác này. Đó. Rất là bén luôn. Các bác nhỉ? Đấy, rất là bén luôn. Ra hỏi cho này. Đấy. Và đựng đựng trong một cái bao da nhá, đựng trong một cái bao da. Mình của nó rất là dày luôn và có quai đeo như này, có quai đeo như này, có lỗ này. Các bác dùng để thái lọc phi lê rất là ngon các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó. Dao thì mình là dày và rất là bén luôn và có bao da như này nhá. Đấy. Lên cho em là dao lọc nhá, dao lọc. Đấy, rất là đẹp luôn. Và có một cái bao da như này, các bác có thể đựng đeo vào thắt lưng này, đeo vào thắt lưng như này rất là tiện này để mình đi rừng đi phượt hoặc là các bác có thể sử dụng trực tiếp ở nhà. Lên cho em là dao lọc, giá sẽ là 130.000 nhá. Lên cho em là dao lọc này. Dao lọc giá sẽ là 130k. 130.000 cho một con dao thái lọc như này. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm pha trà nhá. Đấy, à, ấm mặt trời nhá, lên cho em là ấm mặt trời. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng ấm rất là tiện ích luôn. Đựng trong một cái hộp như này, đựng trong một cái hộp vải rất là xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho, biếu, tặng, làm quà. Rất là ok cho bác luôn, cho, biếu, tặng, làm quà. Đấy, lên cho em là ấm mặt trời nhá. Giá chỉ có 140 cành thôi. Khi các bác nhận được hàng, đầu tiên nó sẽ là một cái khay bằng tre này, một cái gắp này. Đấy, một khay bằng tre, một gắp này. Đấy, cái đĩa này của nó thì vào khoảng là 20 cent nhá. Đấy, các bác để vào đây cho em. Một cái đĩa như này, một cái đĩa bằng nhựa như này, màu đen, rất là sang, xịn, mịn cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác một cái khăn lau này, một khăn lau như này để các bác lau cốc, lau chén này. Đấy. Và tiếp theo thì sẽ có cho các bác là một cái chuyên nhá. Con chuyên này thì nó chỉ trong lòng bàn tay thôi bác anh em các bác nhá. Đấy. Cái chuyên này nó chỉ trong lòng bàn tay thôi. Các bác pha chè khoảng 3 đến 4 người uống là ok. Đấy, người ta gọi là chè tam rượu tứ nhá. Chè tam rượu tứ. Khoảng từ 3 đến 4 người uống là ok các bác nhá. Đó, 3 đến 4 người uống là ok thôi. Tiếp theo thì nó sẽ có cho anh em các bác là 6 cái chén này. 6 cái chén như này. Đó. Chất liệu của nó thì hàng đất nung của Nhật nhá. Đấy. Hàng đất nung của Nhật mà các bác biết rồi. Hàng Nhật mà nó là hàng đất nung thì cực kỳ là bền và chắc chắn luôn. Đấy, có 6 chén và kèm thêm một cái hũ để các bác gọi là cái hũ này để các bác đựng chè thì cái hũ này sẽ pha được khoảng từ 5 đến 7 ấm chè. Đấy. Thì combo cho các bác như này, bao gồm cho các bác là một khay, một giá đỡ. Đấy, một ấm, một hũ và 6 chén luôn. 6 chén như này. Mà cái giá thì cực kỳ là thanh lý luôn nhá. Giá cực kỳ thanh lý luôn. Chỉ có 140.000 thôi. Đây. Chất liệu của nó này. Đấy. Chất liệu của nó là đất nung tự nhiên nhá. Khi các bác uống chè thì rất là đượm chè luôn. Rất đượm chè và có hậu vị luôn các bác nhá. Đấy. Lên cho em là ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời này. Đấy. Ấm mặt trời giá sẽ là 140 cành nhá. 140 cành cho con ấm mặt trời như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù quân đội Nhật. Con này thì nó sản xuất cho quân đội của Nhật, chuyên sử dụng để nó đi trận, đi đánh trận các nhá, hoặc là đi tập binh các nhá. Đấy, rất là gọn gàng luôn, gấp vào nó chỉ bằng gọi là to hơn 2 lần bắp tay như này thôi. Nhưng khi giở ra thì nó rất là to, có dây giếc các bác thứ đàng hoàng, có dây dù cho các bác này, dây dù này chịu tải hàng trăm cân luôn. Và nó sẽ là một con võng như này, chiều dài thì tính cả dây thì nó vào khoảng hơn 2 mét, còn nguyên cái thân võng này thì nó vào khoảng là trên 1 mét nhá.
Ví dụ đây em sẽ dở ra cho các bác xem này. Đấy. Con này thì giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một con võng dù quân đội như này. Đấy, đây các bác xem này. Rất đẹp luôn. Màu của nó rất là ưa nhìn nhá. Đấy, màu rất đẹp này, banh banh này. Đấy. Và cái chiều ngang của nó thì nó sẽ gì đây? Đấy, chiều ngang của nó thì nó sẽ vào khoảng là 80 cm. Chiều dài của võng thì vào khoảng 1m8, 1m9, còn tính cả đầu dây như này thì nó vào khoảng là trên 2 mét nhá, trên 2 mét. Đấy, nó sẽ là một con võng như này, dây đai dây điếc, đan máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đó. Rất là đẹp như này nhá. Bao gồm cho các bác là cả võng cả dây như này. Cả võng cả dây như này, và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi nhá. 90.000 cho một con võng dù quân đội Nhật như này. Lên cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Giá sẽ là 90k, gấp và rất là gọn luôn. Có cả túi như này nhá, có cả túi như này để các bác mang đi mình sử dụng. Đấy, mang đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi học, đi làm đều ok hết. Đấy, đặc biệt là các bác hay đi công tác này, hoặc là đi di chuyển ngoài đường. Đấy, muốn nghỉ ngơi, hoặc là các bác mang đi trên ô tô, lúc nào cần thì mình mắc mình sử dụng. Lên cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù quân đội Nhật. Võng dù này, quân đội Nhật này. Giá của nó sẽ là 90k nhá, 90.000 cho một cái võng dù như này. Rồi ok. Đây rồi, em Phạm Huấn lại lên video để trân trọng gửi tới các bác cái mã hàng bên em nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là bom hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sen cao su nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái sen và sử dụng nóng lạnh ok. Không có giá đỡ nhá, và có tích hợp cho các bác là cái đầu cao su như này để các bác tắm mình kỳ cọ massage, nó rất là tiện này. Khi các bác tắm thì các bác có thể kỳ cọ massage như này, nó sẽ có cái phần cao su này dùng rất là thích này, và có đóng ngắt trên tay nhá, có đóng ngắt trên tay như này, có đóng ngắt trên tay như này các bác này. Đấy, các bác không dùng nữa mình có thể ngắt đi, rất là tiện. Và nó sẽ có cho các bác là 3 chế độ này. Đấy, 3 chế độ như này. Đó, 3 chế độ như này. Hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Có dây này, dây khoảng từ 1m2 nhá, dây khoảng từ 1m2. Đấy, và đầu cao su như này, con này dùng nóng lạnh thoải mái nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. À xin lỗi các bác, là trước 120, bây giờ giá về cho các bác giá rất tốt luôn, chỉ còn 95.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Sen cao su, giá sẽ là 95k. 95k cho một cái sen quạt sen cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con massage 3D nhá, massage 3D. Đó, đây. Tên của nó sẽ là massage 3D như này. Đấy, con này thì các bác chuyên dùng để massage này, cằm này, đùi này, eo này, ngực này, cổ này, vai, gáy đều được hết nhá. Đấy, massage 3D dùng cực kỳ là ngon luôn này các bác này. Đây. Đấy, khi em kéo này. Đấy, thì kéo này thì nó sẽ giúp cho các bác là thư giãn cơ thể này. Đấy, đây. Làm mềm và massage cho các cái khối cơ rất là tốt luôn. Các bác có thể dùng để massage này, mặt này, cằm này, làm thon gọn cằm lại này, rồi bắp tay, bắp chân này, bụng, eo, tất cả luôn. Thì rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là massage 3D nhá, massage 3D. Massage này. Massage 3D nhá, 3D bằng tay nhá, dùng bằng tay. Giá sẽ là 50 cành nhá. 50k cho con massage 3D bằng tay như này, rất tiện ích luôn. Mà giá chỉ có 50k thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn bếp nhá. Một bịch này sẽ bao gồm cho bác là 10 chiếc khăn. 10 chiếc khăn, hàng loại to. Hàng loại to, bịch này bao gồm 10 chiếc, to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Đây các bác này, đấy, rất là ngon cho các bác luôn nhá. Đấy. Một mặt bông thô và một mặt bông mịn như này. Khi các bác sử dụng thì nó rất là thấm hút nước rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để rửa mặt này, lau bếp này, lau nhà tắm, lau nhà vệ sinh, toilet, rồi sử dụng đa di năng được luôn. Lên mã giúp cho em đó là khăn bếp nhá. Đấy, khăn bếp này. Giá sẽ là 30.000. 30k trên một bịch như này, bao gồm 10 chiếc luôn. Một bịch bao gồm 10 cái. Vậy là tính ra vào có 3.000, 3.000 một cái thôi. Hàng to, đẹp, dày dẫn chắc chắn, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Lên cho em là khăn bếp, giá sẽ là 30k nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái mẫu lưỡi cắt sắt inox nhá. Đấy, lên cho em là lưỡi cắt sắt inox. Một hộp này của nó thì hàng của thương hiệu Guda của Nhật các bác này, Guda của Nhật. Kích thước của nó đây, 107 tức là cái chiều rộng của nó nhá. Đấy, và 1.2 là chiều dày này, độ dày, và 16mm tức là độ dày của nó đấy. Và 16mm là cái phần của cái đấy, của cái lỗ này các bác nhá. Lỗ này là 16 nhá, lỗ này là 16. Thì bên shop sẽ bán theo combo. Nếu như các bác mua lẻ thì sẽ là 7.000 cho một viên như này. Lên cho em là lưỡi cắt sắt inox nhá, 7.000 cho một viên. Và bên shop là bán từ 5 viên trở lên chứ không bán lẻ một viên nhá, bán từ 5 viên trở lên. Lên cho em là lưỡi cắt sắt inox. Đây,
hàng của thương hiệu Guda của Nhật này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, kích thước của nó đây, cái lỗ này của nó sẽ là 16 này, chiều dày là 1.2 này và chiều rộng của nó sẽ là 107 này. Đấy, tức là 10 phân 7 đấy. Bán lẻ sẽ là 7.000 một lưỡi này. 7.000 một lưỡi. Đấy, bán lẻ thì đây, giá của nó sẽ là 7k trên một lưỡi và nhân với lại 5 lưỡi trở lên nhá, bằng 35.000, 35k cho 5 lưỡi này. Mua một vỉ của nó sẽ là 25 lưỡi là 130.000 này. Đấy, 25 lưỡi. À, 50 lưỡi thì sẽ là 220k và bao ship nhá. Và 100 lưỡi là một hộp thì giá của nó sẽ là 100 lưỡi là sẽ là 380k trên một hộp nhá. 380.000 trên một hộp. 100 lưỡi như này. 380.000 một hộp, 100 lưỡi như này các bác này. Đấy, nếu các bác mua cả hộp thì mua. Con này ưu điểm của nó sẽ là cái dòng lưỡi đỏ, là lưỡi cao cấp, nó sẽ có 3 phân khúc lưỡi, lưỡi đỏ, lưỡi vàng và lưỡi xanh. Thì lưỡi xanh sẽ là lưỡi rẻ tiền nhất nhá. Lưỡi vàng thì là hàng trung, còn hàng đỏ này là hàng cao cấp. Mền lưới dày, khi các bác cắt nhá mà đột nhiên nó có bị căng mà bị vỡ thì nó chỉ sụn ra thôi chứ nó không vỡ thành mảng mà nó bật vào mặt đâu, bật mặt hoặc bật vào tay chân mà nó chỉ có sụn ra thôi các bác nhá, thì nó rất là an toàn. Đấy, ưu điểm của cái hàng Nhật thì nó như vậy. Và cái giá thì đây, 5 lưỡi là 35.000, 25 lưỡi 130.000, 50 lưỡi 220 và 100 lưỡi 380.000. Mua càng nhiều giá càng tốt. Tiếp theo bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái con máy vít này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cần trang cái tô vít thì mình à, cái ra đây lấy cho cái này đi. Sẽ bao gồm cho các bác là một máy như này, hai lưỡi ra đây. Một máy hai lưỡi và một cái cáp sạc nhá. Đấy, dùng sạc đưa cho anh biết đi. Đấy, đây, nó sẽ có hai cái mũi như này, về nhà các bác lắp mũi vào cho em. Đấy, và mình sử dụng thôi. Con này nó chỉ có chế độ là ra và vào thôi nhá, rất đơn giản vậy thôi. Đây các bác này. Đấy. Xoáy này, đấy, xoáy ra nhá. Xoáy ra này, xoáy vào này. Đấy, xoáy vào đây. Rất là khỏe luôn con này. Đấy, rất khỏe luôn các bác nhá. Đấy, xoáy ra này. Xoáy ra này, xoáy vào này. Con này nói chung là nó rất là khỏe bác, rất là khỏe, dùng nó rất là đã. Đấy các bác thấy không? Đấy, nó nhấp này. Rất khỏe luôn. Đó, dùng rất là sướng. Giá thì rất hợp lý được các bác này, mạnh lắm. Đấy, tay không cầm là không giữ được đâu các bác nhá. Đấy, rất là ngon luôn. 130.000. Lên mã giúp cho em đó là máy vít nhá. Máy vít 130k cho một con máy vít như này. Đấy. Máy vít này, lên cho em là máy vít, giá sẽ là 130k một chiếc. Các bác dùng để sửa chữa, làm thợ làm nghề hoặc dùng gia đình rất là ok. Đó, máy vít 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái bộ dao sói nhá. Bộ dao này thì giá rất hợp lý nhá, chỉ có 100.000 thôi. 100.000 cho bộ dao như này. Bao gồm cho các bác là có hẳn là tới 4 con dao luôn, 4 con dao. Đấy, đây. Test trực tiếp cho các bác xem luôn, tờ giấy rất là mỏng nhá. Mỏng như tờ giấy các bác nhá. Đấy, đây. Test cho các bác xem này. Đấy. Dọc giấy này. Siêu đỉnh luôn các bác nhá. Đấy, dọc giấy rất là ngon luôn, chỉ có dọc bừa ra dọn hết hơi thôi. Đấy, đây, một con này. Đấy, tiếp theo là con thứ hai này các bác này. Đấy, con thứ hai các bác này. Đấy. Nói chung là con nào cũng khác như nhau thôi. Nó sẽ có cho các bác là 4 con, từ con nhỏ nhất là tầm khoảng 20 cm đến con dài nhất thì tầm khoảng là trên 30 cm và bản con to nhất thì nó sẽ vào khoảng là 4 cm. Hàng của Nhật đây. Đấy, thép SK5 này, Asaka Japan này, Thái gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn. 100.000 cho bộ dao sói bao gồm 6 món. Một kéo này. Con kéo này cũng rất là tiện luôn nhá. Đấy, rất tiện luôn. Cắt rất là ngon này, các bác theo. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Cắt này, mở nắp chai kẹp cua ghẹ này, rồi là đánh vẩy cá này, khui bia này, rất là đa di năng luôn. Đấy, tiếp theo là một cái nạo để các bác dùng để mình nạo hoa quả này, rồi gọt hoa quả rất là ok. Đấy. Thì bao gồm cho bác là một kéo, một nạo và 4 em dao, cực kỳ là xịn luôn, 4 em dao như này. Mà cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có là 100 cành thôi, 100 cành cho 4 món như này, 100k cho 4 món như này các bác nhé. Đấy. Giá sẽ là 100.000. Đấy, hàng đựng trong một cái hộp của Nhật như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là một cái phân khúc rất là bình dân cho các bác. Đấy. Dao thì chất lượng mà giá bình dân. Lên cho em là bộ dao sói, giá sẽ là 100k. Bộ dao sói này, bộ dao sói, giá sẽ là 100k nhá. 100.000 cho bộ dao sói như này, bao gồm cho bác là 6 món luôn. Ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái cân sức. À xin lỗi các bác, là cân 10 nhá. Cân 10, cầm cho anh cái cân 5 ở đây. Đấy. Thì đây nó sẽ là một con cân của Đức như này. Đấy. Hàng của thương hiệu Winling này, Made in Germany nhá. Đấy. Về nhà các bác lắp pin vào xem. Lô này thì lại không có pin rồi.
Đấy, lô này không có pin rồi. À đây, có sẵn pin đi rồi. Đấy, có sẵn pin đi rồi nhá. Đấy, có sẵn pin rồi. Các bác lắp pin vào cho em là ok. Hai cái pin con thỏ nhỏ, bật nguồn lên này. Đấy, bật nguồn lên. Đấy, thì các bác đặt lên cho em này, mình cân này. Đấy, cân như này nhá. Đấy, cân như này thì nó sẽ là 228 gram này. Con này cân tối đa là 10 cân nhá. Sau đó thì các bác muốn dùng chức năng trừ bì này. Đây, 228 gram nhá. Muốn trừ bì thì nhấn nguồn này cho em. Đấy, sau đó thì các bác lại cân như bình thường. Đây, đấy các bác đặt con dao này lên này. Đấy, con dao này là 79 gram này. Nôm na nó là có chức năng trừ bì. Bỏ ra thì nó lại về này, lại về không này. Các bác nhấn nút không này lên thì nó lại về nhá. Đấy, khi cân thì các bác nhấn nút không này nó sẽ trừ bì cho các bác. Đấy, nôm na là có chức năng trừ bì. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 160 nghìn nhá. 160 nghìn. Đấy, con này hàng của Đức và cân sẽ là được 10 cân. Thì lên cho em là cân 10 nhá, cân 10. Cân 10 giá sẽ là 160k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân 5. Con này cũng như cái con cân 10 cái thôi. Nhưng mà nó là hàng của Nhật và nó chỉ cân được 5 cân thôi nhá. Đấy, con này thì chỉ cân được 5 cân thôi. Đấy, con này nó chỉ cân được 5 cân thôi. Và cái giá thì cũng rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 50 cành thôi. Lô này về thì rất vui lại có pin rồi. Đấy, lô này về rất vui lại có pin nhá. Đó. Hàng về theo lô có lô không. Đấy, cũng như vậy thôi. Cũng như cái cân kia thôi, thì thôi đây em cũng tranh thủ em lắp và em cân luôn cho các bác xem. Đấy. Giá thì nói chung là rất là tốt cho các bác rồi. 50 nghìn cho một cái cân 5 như này. Cân được là 5 kg nhá. Lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Đó, lô này về thì lại có pin nhá. Hàng theo lô có lô không. Đấy, sử dụng thôi. Đấy, rất là tiện ích các bác này. Đấy, nhấn về không cho em, nhấn về không nhá. Đấy, tắt nguồn đi, bật lên này. Đấy, sau đó thì các bác, đấy, sau đó thì bắt đầu cân này. Đây. Đấy, dụ em đặt cái cân này lên em cân này. Đấy. Đây của nó sẽ là đây. Đấy, cân xong đó thì các bác trừ bì đi cho em là xong là ok. Đó. Đây, cân của nó sẽ là tính bằng gam như này các bác này. Đấy, tính bằng gam rồi, nói chung là đầy đủ chức năng luôn. Mình Việt Nam mình dùng gam thì mình cứ nhấn gam cho em. Đó. Thì lên cho em là cân 5 nhá, cân 5. Cân 5, giá sẽ là 50k. 50k cho con cân 5 như này. Đó. Rồi, ok.